Hạ Vi 3S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi sẽ mang tới cho các bạn câu chuyện với tựa đề Cô vợ mua được của tác giả Thực. Câu chuyện kể về một cô gái bé nhỏ bị chính người cha ruột của mình bán đi bán lại cho hết người này tới người khác không biết bao nhiêu lần. Liệu số phận của cô sẽ đi về đâu đây? Để ủng hộ cho MC Hạ Vi và ekip truyện 23S, các bạn đừng quên like, share và comment dưới mỗi câu chuyện nhé. mời các bạn cùng lắng nghe. Trúc Lam thu mình lại một góc, bà cô nợ xã hội đen một số tiền rất lớn. Bây giờ ông ấy không có tiền trả, liền lập tức mang cô ra bán. Và anh ta là người đã mua cô. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta chỉ nói với cô đúng một câu. Từ nay, em là vợ của tôi. Đến khi gặp lại lần nữa, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn bị về sống với tôi đi. Và đêm nay, chính là lần thứ ba hai người tiếp xúc với nhau. Trúc Lam mơ hồ biết anh ta tên họ là Nguyễn Khang An, hơn nữa còn hơn cô những 15 tuổi. Cô vô tình gặp được người thân của anh ta, hỏi anh ta đang ở đâu, thì chỉ nhận lại một câu. Đại ca đang bận. Bận, bận đến 3 tháng trời. Do quá chán nản, Trúc Lam nhân cơ hội nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà. Cô muốn ngắm nhìn thành phố này một chút, trời sáng lại về thì chắc không sao đâu. Kết quả vừa khuất mặt khỏi con ngõ nhỏ, cô bị vài người chặn đường, chà lão hổ này quả nhiên không lừa mình đúng là tây thi mà tôi đã bảo rồi con gái tôi còn đẹp hơn cả tây thi đấy chứ cô ngừng dãy giụa trợn tròn mắt nhìn hai kẻ phía trước là ba cô sao ba là ba con gái cưng con vẫn nhận ra ông già này sao ba chuyện gì đang xảy ra vậy sao ba lại ê à, con tha lỗi cho ba ba đang kẹt chút tiền nên Ba, bà lại định định bán con sao? Dù sao cũng bán một lần rồi, lần nữa cũng như vậy thôi. Bàn tay của kẻ gần đó vươn tới chạm vào mặt cô, xoa nắn nhẹ nhàng. Con bé xinh quá, tôi cho ông một triệu. Một triệu? Có phải hơi ít không? Năm triệu. Trong đêm nay, con gái ông phải hầu hạ cho tôi thật tốt. Điệu cười khoái trá vang lên, cổ sững sờ như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt cô đang bị chính ba ruột buôn bán như một con hàng. Dù trước đó đã xảy ra một lần, nhưng cô nghĩ đó chỉ là bất đắc sĩ, nhưng giờ thì... Khốn nạn, ông là đồ khốn nạn. Lúc chuẩn bị đưa cô lên xe, một người thuộc hạ của kẻ đã mua cô nói nhỏ. Đại ca, hình như con bé này trước đó được bán cho người khác rồi. Thì sao chứ, ba tháng rồi, chẳng lẽ tên đó chưa chơi chán con bé sao? Và lại cả cái thành phố này Ai dám giành người của tao? Đột nhiên trong bóng tối, giọng nói của một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Là tao, Khang An. Nguyễn Khang... À không, An đại ca. Biết gọi tao một tiếng đại ca, mà không biết người mày đang giờ đến là ai à? Em xin lỗi đại ca, em không biết con bé... Cô gái này là vợ của đại ca, em chót dại, xin đại ca tha mạng này. Những lời van nài kia không hề lọt vào tay anh ta một chút nào. Anh ta chuyển ánh mắt sang kẻ vẫn đang đứng sững giọng thấp lại. Ba vợ. Bà đến thăm con không cần chuẩn bị món quà đặc biệt thế này đâu. Nếu bà còn khách sáo, con không biết mình sẽ đối đãi với ba như thế nào đâu. Bà cố nghiến răng nhìn cô bị bắt đi mất. Cảm thấy nổi điên vì túi tiền di động ngang nhiên bị cướp đi Đại ca Khang An à đến đây có một mình Tại sao chúng ta không xông lên đánh anh ta? Mày ngu à? Mày biết anh ta là ai không? Không muốn chết thì đừng có mà chạm đến anh ta. Còn ông nữa, sao ông không nói con bé đó là vợ của anh ta rồi hả? Tôi nghĩ Khang An chỉ chơi bởi con bé thôi, ai ngờ... Khốn kiếp, mém nữa thì tôi mất mạng rồi có biết không? Từ nay về sau, ông đừng hòng lấy được một xu nào từ chỗ của tôi. Đám người thay nhau bỏ đi, bà cô đứng tại chỗ vừa ngậm ngùi vừa điên tiết vì mất đi một số tiền rất lớn trong lúc đó sau khi đưa cô về nhà khang an cẩn thận đặt cô xuống giường ông đã cứu tôi tắm cho sạch sẽ tôi không thích cơ thể của em bị vấy bẩn bởi bàn tay của kẻ khác vợ của tôi không được phép nhu nhược sau này gặp nguy hiểm phải tự mình giải quyết chỉ khi nào việc của em ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khang an này mới bắt đầu nhúng tay vào Vậy tại sao ban nãy ông còn cứu tôi? Tôi đã nói rồi, chỉ khi ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân tôi, tôi mới nhúng tay vào. Mà em lại chính là một trong số những quyền lợi đó. Lúc cô mở mắt đã thấy mặt trời mọc lên rất cao, Trúc Lam lùm ngủ ngồi dậy, Trúc Lam túm chặt lấy tấm chăn nhỏ nhẹ. Tôi chính thức thành vợ của ông rồi. Giải thích mọi chuyện đi. Sau khi về đây ở, ông bỏ đi ba tháng tôi ở trong nhà này thật sự rất buồn chán rồi tôi phát hiện có hai kẻ luôn theo dõi mình tôi nghĩ là người của ông nên không dám đi ra khỏi nhà nhân lúc nửa đêm tôi lén ra ngoài muốn ra trung tâm thành phố chơi một chút rồi trở về cũng không muộn chỉ là vừa ra thì bị đám người kia bắt lại cuối cùng thì được ông cứu thoát sống với tôi em phải biết được những quy tắc của tôi thứ nhất tôi tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của em vậy nên việc cử người theo dõi em là không thể nào thứ hai tôi là kẻ nằm trong giới xã hội đen em mang danh vợ tôi nên có thể bị giết bất cứ lúc nào em phải tự học cách bảo vệ bản thân mỗi khi không có tôi bên cạnh em phải tự cứu lấy mình khang an lại không xuất hiện trong suốt nửa tháng để đề phòng chuyện như lần trước lần này cô rất ngoan ngoãn ở yên trong nhà đột nhiên thuộc hạ của anh ta xuất hiện đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ là của anh ta gửi Sinh nhật em tôi sẽ về Chuẩn bị mọi thứ đi Trúc Lam rưng rưng khóe mắt Cảm thấy vô cùng xúc động Đêm đó cô ăn mặc thật đẹp Nấu rất nhiều món ngon Đồng hồ điểm 12 giờ đêm Anh ta về Anh ta lặng thinh đi đến bên cạnh cô Sắc mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết Khang An rút ra từ trong túi áo một cái túi nhỏ Cô trợn trừng mắt Phát hiện ra cái túi dính đầy máu tươi Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt Đôi môi khô khốc thó thế vài chữ Xin Xin lỗi Ông bị sao thế này Tại sao lại có máu Dứt cầu anh ta ngã quỵ xuống phía cô Cô nhanh nhẹn đón lấy anh ta Rồi ôm gọn vào trong cơ thể của mình Dù đã trễ Nhưng chúc mừng sinh nhật vợ Trúc Lam hoảng loạn tùm lấy điện thoại Định gọi xe cấp cứu Thì đàn em của anh ta từ đâu xông vào Không được báo bệnh viện Tại sao lại không chứ Lão đại của mấy người đang Nếu cô gọi cho bệnh viện Đừng trách chúng tôi ra tay độc ác cô đứng bên ngoài phòng, trên người vẫn còn dính đầy máu tươi mà đi đi lại lại. người đàn ông kia cau mày, giọng cũng không kém phần lạnh nhạt. cô mau đi tắm rửa đi. không được, lỡ như khang ăn tỉnh dậy không thấy tôi thì sao? cô dám gọi thẳng tên của đại ca. cô rút cuộc là ai? cô suy nghĩ một hồi thì quay lưng bỏ vào phòng tắm. xuân kha, cô gái đó là ai vậy? tao cũng không biết, nhưng lúc tao chạy vào thì thấy đại ca đang nằm trên người cô ta. Bên tay còn có một túi quà nhỏ Vậy Chuyện đại ca sai người mua nữ trang là để ban nãy Lúc bị người của Nick bắn Đại ca vẫn giữ khư khư cái túi đó trong tay Mặc mình bị thương vẫn gắng gượng chạy về nhà Chúng ta nên nghĩ sao về việc này đây Cánh cửa phòng bật mở Cô lập tức níu lấy tay tên bác sĩ kia hỏi gấp Ông ấy sao rồi Ông ấy sẽ khỏe lại phải không Yên tâm Đại ca Phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu Tuy nhiên đại ca vẫn cần nghỉ ngơi rất nhiều để mau chóng khỏe lại. Ngày mai tôi sẽ quay lại để cây thuốc. Cô dáng chăm sóc đại ca đêm nay. Cô run run đến gần chiếc giường hơn, thấy rõ cả một vùng bụng của anh ta là băng vải còn nhuộm màu máu. Cảm ơn trời đất, cảm ơn định mệnh đã không mang ông đi vội như vậy. Tôi vẫn chưa mạnh mẽ và tôi vẫn cần tới ông. Tôi cũng cần em. Nắng lên rồi, cô cảm giác chân mình có chút âm ấm, nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện mình đang gác lên chân của ai đó. Đây là cách em chăm sóc người bệnh sao? Ông đau sao? Anh ta không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi có thể hỏi ông vì sao ông lại gặp chuyện này không? Tôi là dân xã hội đen, chuyện thế này chỉ là bình thường thôi. Món quà tôi tặng em đâu rồi? Cô sực nhớ ra túi quà dính đầy máu đêm qua, nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi tìm, anh ta đột nhiên lại vươn tay níu lấy tay cô, lắc đầu nhẹ. Mất rồi thì thôi, không mất đâu chắc nó vẫn đang ở đây thôi lại đây cô nghe lời lại gần anh ta hơn nhưng anh ta lại tiếp tục ra lệnh cho cô tới gần hơn nữa món quà đó rồi cũng sẽ có lúc mắt nhưng nụ hôn giữa tôi và em là mãi mãi trường tồn dù đã trễ nhưng tôi vẫn muốn nói với em một câu chúc mừng sinh nhật vợ cổ xấu hổ đưa tay che mặt nhưng càng như vậy tiếng khóc lại càng lớn và dữ dội hơn cảm ơn ông cảm ơn ông đã chân thành với tôi như vậy anh ta từ từ nhích tay lên Chạm nhẹ vào mặt cô thó thế Em còn nhớ tôi từng nói gì không Sau này tôi sẽ đón sinh nhật cùng với em Lúc còn trẻ Tôi sẽ tặng em những thứ em thích Khi về già Tôi vẫn sẽ tặng em những thứ em yêu Thứ tôi cần ở em Chính là sự trung thủy và trung thành Vậy nên em tuyệt đối không được phản bội tôi Cho dù chỉ là ý nghĩ cũng không được Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt không khí có chút ngọt trong gian phòng là bác sĩ riêng tới kê thuốc cho anh ta sau một khoảng thời gian khá dài tên bác sĩ kia trở ra em vào đây giọng nói rắn rỏi vang lên cô nhanh chóng chạy vào trong phòng tôi đói rồi em mau nấu cho tôi thứ gì đi trúc lam hậm hực khoác áo lên người sau đó xách theo túi tiền ra siêu thị mua thêm thức ăn cô xách túi đổ khá nặng từ từ tiến tới trạm xe buýt chờ đợi Lúc này ở trạm chỉ có cô và một người đàn ông dáng cao lớn, ăn mặc kín mít, xe buýt xuất hiện, cô khom lưng xách túi đổ lên thì đột nhiên người đàn ông kia bước nhanh tới, cất lên giọng nói ấm áp. Để tôi xách giúp em. Trần... Ngọc Vĩ. May quá, em vẫn còn nhớ tôi. Nhưng sao anh lại ở đây, không phải anh đang... Lên xe đi rồi nói chuyện. Cô gật đầu bước lên xe, rồi người tên Ngọc Vĩ cũng lên theo. Nóng quá đi mất, Cô bé, không phải em muốn hỏi gì sao? À, đúng rồi. Không phải anh đang ở Nga sao? Sao lại Anh về nước được vài tháng rồi, vì lu bu chút chuyện nên bây giờ mới tìm được em. Chồng em vẫn tinh nghịch và đáng yêu như năm lớp 11 vậy. Anh về thì tốt rồi, chắc bây giờ anh cũng có gia đình rồi nhỉ? Chưa đâu, anh còn chưa có bạn gái. Em không tin anh nói đâu. Anh đã nói dối em bao giờ chưa? Còn em em vẫn độc thân chứ sĩ à không em có chồng rồi chồng em kết hôn rồi sao cô mạnh dạn đối diện với người con trai năm xưa mình từng yêu say đắm chắc nịch em kết hôn rồi vừa kết hôn vào nửa tháng trước khang an nhìn màn hình máy tính mọi chuyển động của cô đều được ghi lại bằng máy quay lén anh vừa ra đường đã gặp lại tình cũ ngọc vĩ và trúc lam xuống ở trạm xe buýt cuối cùng Ngọc Vĩ đòi sách túi đồ về dùng cô, nhưng cô không đồng ý, nói rằng sợ chồng sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó Ngọc Vĩ lên tiếng trách móc chồng cô, cho rằng anh ta là người đàn ông vô lý, cô chỉ hững hờ nhún vai lấy lại túi đồ. "Đổi lại là em, nếu kẻ khác đi về thân mật cùng với vợ của mình cũng sẽ ghen thôi. Sách đồ cũng gọi là thân mật sao?" Hồ Trúc Lam, "Em có thể chịu nổi một người hay ghen tuông bóng gió như vậy à? Nhưng chồng em rất tốt, không như anh." Người đàn ông này bỗng dưng cảm thấy rất bất lực Chỉ biết trơ mắt nhìn bóng cô càng ngày càng xa Trúc làm sách túi đổ đi vào nhà Mệt nhọc hít thở Có một nỗi chua xót gì đó dâng lên trong lòng Cô vĩnh viễn không thể ngờ tới Mình sẽ còn gặp lại đàn anh năm đó Bản thân điên cuồng theo đuổi Và cũng chẳng thể ngờ Khi gặp lại trái tim vẫn còn nhức nhối thế này Sau khi cất mọi thứ vào tủ lạnh Cô sắn tay áo lên Chuẩn bị một bữa ăn khác cho Khang An Khói tử tô canh bốc lên nghi ngút chúc làm cẩn thận bưng cái khay chứa khá nhiều đồ ăn lên, tiến về căn phòng gần đó. Khang An lại ngủ rồi. Cô định quay lưng bê thức ăn ra ngoài, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Ông gọi tôi sao? Để mọi thứ ở đó, lại đây với tôi. Em khóc sao? Do bụi bay vào mắt thôi, tôi... Xin lỗi. Hả? Tôi đã đặt thiết bị theo dõi lên người em. Ông bảo sẽ tôn trọng sự riêng tư của tôi mà tôi rất xin lỗi em nhưng tôi làm mọi việc chưa bao giờ không có lý do cả tôi đang phải nằm một chỗ là vì kẻ thù mà bây giờ bọn chúng đã biết đến sự hiện diện của em rồi em là phụ nữ chúng chỉ cần một viên đạn là em xong đời chuyện chuyện này em sợ là chuyện rất thường tình tôi không ý kiến tôi cũng sẽ nói luôn là sau này trên người em luôn có thiết bị theo dõi còn chuyện em vừa ra đường đã gặp lại tình cũ thì nó không bình thường chút nào đâu ông nghe tôi giải thích đã thật ra tôi đã giận nhưng khi nghe chính miệng em gọi tôi là chồng cơn giận đã không còn nữa chỉ là tôi vẫn cảm thấy chưa an tâm em gặp ai cũng được nhưng đừng trao trái tim cho họ tôi cũng là con người tôi cũng là đàn ông vì vậy tôi cũng biết ghen mà một khi tôi đã ghen em không thể biết tôi có thể làm ra những hành động đáng sợ gì để chiếm đoạt em đâu tôi hứa với ông tôi không phải là hứa mà là nhất định phải làm được. Nhớ cho kỹ, cả thể xác và tinh thần em chỉ có một Khang An này mới có thể chạm vào được. Đúng, ông là chồng tôi, hai thứ đó dĩ nhiên phải thuộc về ông, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cho dù ông có thế nào, tôi cũng vẫn sẽ theo ông đến cùng. Khang An hài lòng, anh ta kéo cô xuống gần hơn, hôn lên môi cô cái nữa như để khen thưởng, rồi anh ta đuổi cô ra khỏi phòng, thái độ thay đổi 180 độ. Trong lúc đó, anh ta vừa lấy cái máy tính trên đầu giường, rất nhanh đã khởi động máy xong, lập tức một loạt hình ảnh dài được gửi đến. Tụi em bắt gặp người của Nick, liên tục đập phá đồ đạc của ngư dân, lại còn lật hết cá của bọn họ vừa đánh bắt vào được. Ở một góc đằng xa còn thấy một kẻ rất khả nghi, có thể là Nick. Một vụ nhỏ thế này, Nick sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng kẻ khả nghi đó có thể là người thân cận của anh ta. Tiếp tục theo dõi cho tới khi tôi có thể trở lại. Đại ca, anh nên nghỉ ngơi nhiều Ở đây tụi này vẫn lo liệu được Sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết Chậm nhất là một tuần nữa tôi sẽ quay lại Đến lúc đó không được để kẻ thù quấy phá thêm một lần nào nữa Còn về phía ngư dân Tăng cường người bảo vệ cho họ Kết hợp bên phía cảnh sát để sát sao hơn trong mọi việc Lũ chuột nhắt đó cùng lắm Chỉ là mấy cọng rơm của Nick thôi Không đáng để ta dốc toàn sức đâu Rõ Đoạn chat kết thúc nhanh chóng Khang An chăm chú quan sát mấy hình ảnh trên màn hình ngón tay di di con chuột. Cái tổ chức anh ta đứng đầu thật ra đã tồn tại rất lâu rồi. Năm vùng biển này bắt đầu đông dân, cũng là lúc bọn nghịch tặc hoành hành. Ông cố của anh ta không chịu được cảnh đó, nên liên kết với những người đàn ông lực lưỡng trong làng, ra sức đánh đuổi chúng đi. Tổ chức càng ngày càng lớn, dĩ nhiên lũ nghịch tặc kia cũng mở rộng địa bàn làm loạn không ngừng. Hai thế lực đối đầu với nhau hàng trăm năm, cho đến nay chính anh ta là người bước tiếp. Và kẻ có biệt danh là Nick cũng chính là hậu duệ thứ tư đứng đầu lũ nghịch tặc kia. Nhưng tên Nick thật sự rất bí ẩn, khuôn mặt của anh ta như thế nào đến bây giờ chưa một kẻ nào hay biết. Gấp lại chiếc máy tính, anh ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng nhiên lại nhớ đến cô, Hồ Trúc Lam. Anh ta tin trên đời không có gì là tự nhiên, và cả việc anh ta gặp được cô ở chợ đen cũng như vậy. Cô lúc đó ăn vận rách dưới, chỉ che những chỗ cần thiết, bộ dạng thê thảm đến cùng cực. Anh ta cố vươn người tới cái tủ đầu giường, sau đó mở tủ ra rồi lấy ra một tấm ảnh. Khuôn mặt lạnh tanh đột ngột biến mất, thay vào đó nụ cười yêu chiều trên môi càng lúc càng đậm. "Là em bảo anh cưới Hồ Trúc Lam, đúng không? Cứ mỗi lần nhìn cô ấy, anh lại như thấy em vậy. Còn bé ngốc, tại sao năm đó lại nhẫn tâm bỏ rơi anh như vậy chứ?" Những lời đầy chân thành và đau khổ kia lọt vào tai cô, cô sững sờ đưa tay bịt miệng. Cô vốn định lên đây để bê khai thức ăn xuống, không ngờ lại phải nghe những lời này. Hóa ra nụ hôn đó, câu nói đó, ánh mắt đó, tất cả đều dành cho một người con gái khác. Nếu hôm nay cô không vô tình phát hiện ra, vậy thì đến bao giờ anh ta mới nói cho cô nghe sự thật đây, rằng cô chỉ là vật thế thân? Tiếng thút thít của cô làm anh ta sực tỉnh khỏi đoạn hồi ức cũ, anh ta cau nhẹ mày, cất tấm ảnh lại vào học bàn, sau đó mở miệng hỏi lớn: em đang đứng ngoài đó sao suốt hôm đó không thấy cô vào phòng lần hai sáng hôm sau anh ta giật mình mở mắt phát hiện bên mình không có ai nằm như những buổi sáng khác anh ta bắt đầu cao giọng gọi cô nhưng chẳng có ai đáp lại đến lúc cảm thấy bản thân có chút nổi giận thì cánh cửa phòng bật mở em vừa đi đâu có biết ở ngoài kia nguy hiểm lắm không thái độ của em lúc này là ý gì em giận dỗi tôi sao em dám dùng thái độ này để tại sao lại không tôi cũng là con người ông cũng là con người tôi và ông đều cùng một loài vậy nên không việc gì tôi phải sợ ông cả hổ và thỏ đều là động vật tại sao thỏ lại phải bỏ chạy mỗi khi gặp hổ bởi vì hổ là chúa sơn lâm còn thỏ chỉ là con vật yếu đuối thấp bé mà thôi ông không phải là hổ tôi cũng không phải là thỏ cô quay lưng bỏ ra ngoài mặc anh ta rơi vào khoảng không thâm trầm đáng sợ anh ta không hiểu cô tại sao lại như thế nhưng việc cô dám đấu khẩu với anh ta như vậy làm anh ta thật sự phát điên. Mấy ngày sau đó, cả hai không hề nói với nhau câu nào, ngoại trừ những lúc cần thiết thì họ cũng chẳng gặp nhau. Đã dặn lòng không được để tâm nữa, nhưng cô vẫn không chịu được mà chạy vào phòng lục tìm tấm ảnh của người con gái đó. Hồ Trúc Lam run run cầm tấm ảnh lên, một màn sương mỏng làm nhòe đi nụ cười tươi tắn của cô gái trong ảnh. Thật sự rất giống, giống đến kỳ lạ, nhất là đôi mắt này, cô cũng chỉ là một kẻ thế thân cô mệt cô không muốn mình là con dối phải khoảng chừng nửa tháng sau anh ta mới về lại nhà cô nói muốn ly hôn lý do tôi và ông không có tình cảm hôn nhân này sớm muộn cũng tàn thôi nói dối cậu xin ông xin ông đừng xem tôi như một vật thế thân anh ta bước tới gần nhìn thấy trên tay cô là tấm ảnh vô cùng quen thuộc đột nhiên anh ta ngộ ra một điều vài giây sau mới có phản ứng. Còn thỏ ngây thơ này, hóa ra bao lâu nay em ghen với em gái tôi sao? Đây là em gái tôi. Không, không phải, đây là... Tôi hiểu vấn đề rồi. Em vô tình nghe được mấy lời tôi nói lúc còn nằm trên giường dưỡng bệnh đúng không? Sau đó nghĩ cô bé này mới đích thị là người yêu của tôi. Không, không có, tôi không có nghĩ như thế. Không cần phải xấu hổ, việc em ghen chứng tỏ em có để mắt đến tôi tôi rất hài lòng em làm đúng chỉ là sai người thôi nhưng ông em gái ông sao lại giống tôi tôi cũng không biết có thể là người giống người thôi ông chỉ vì điều đó mà cưới tôi sao không quan trọng hả làm đã tính sau đến khi cô mở mắt đã thấy bầu trời bắt đầu sầm tối khang an không biết đã tỉnh từ lúc nào đang ngồi bên cửa sổ hút một điếu thuốc lá ông đừng hút thuốc nữa được không Em ra lệnh cho tôi đấy à? Không có, chỉ là mùi thuốc làm tôi không thở được. Lại nghĩ về chuyện ban nãy, cô không tránh khỏi ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Tôi xin lỗi. Em nói gì cơ? Tôi tôi nói là xin lỗi ông. Tôi chưa nghe thấy. Tôi xin lỗi ông, xin lỗi vì đã ghen bóng ghen gió." Cô bực bội hét lên. "Em gái tôi Nguyễn Uyển Ninh, nó vĩnh viễn ra đi ở tuổi 16 rồi." đáng nhẽ tôi không nên nhắc tới không sao dù sao con bé cũng ra đi gần mười năm rồi tôi có thể hỏi vì sao không anh ta chưa vội trả lời ngồi xuống bên cạnh cô trước dịu dàng đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cô đôi mắt này quá giống rồi thật ra tôi hiểu lầm cũng đúng hai người là anh em sao lại không giống nhau tí nào vậy chứ con bé và tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ tôi giống ba còn uyển ninh giống gì không hề giống nhau. Gần 10 năm trước, tôi đã bắt đầu theo con đường của ba. Kẻ thù của ông ấy lúc đó vì không muốn ông có người kế nhiệm nên đã tìm cách hãm hại tôi. Vào ngày sinh nhật của Uyển Ninh, người của kẻ thù đã lén bỏ thuốc vào ly nước tôi sắp uống. Không ngờ bị em gái tôi vô tình phát hiện, còn bé ngây thơ không biết nên làm thế nào. Vì lo cho anh mà tự tay uống hết ly nước. Uyển Ninh bị thiểu năng nên rất ngốc, ngay cả việc hất ly nước đó đi cũng không biết. Lúc phát hiện em gái chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới sàn nhà, anh ta đã hận tới mức chỉ muốn phanh kẻ thù ra làm trăm mảnh. Tìm ra được kẻ bỏ thuốc, bà anh ta là người quân tử, cũng phải cầm súng lên mà tự tay giết chết kẻ đó. Dì Tư, mẹ của con bé vì quá sốc mà đã đổ bạo bệnh, không lâu sau đó thì dì cũng qua đời. Còn mẹ của anh ta ở đâu ư? Vừa sinh anh ta ra thì bà đã mất rồi. Năm đó anh ta vừa tròn 25 tuổi. Con bé thật tội nghiệp, con bé cho tôi gặp em, Át hẳn muốn tôi phải nhớ tới nó mỗi ngày, nhưng em cứ yên tâm, con bé là em gái, còn em là vợ hiền, chung quy lại tôi đều phải trân trọng từng giây từng phút, nếu lỡ sau này sinh ly tử biệt, ít nhất tôi cũng hạnh phúc vì ngày hôm nay đã không phụ lòng người phụ nữ tôi cần yêu thương cả đời. Ông sẽ trân trọng tôi sao? Tôi không được chứng kiến tình yêu giữa ba và mẹ, vậy nên tôi không biết tình yêu rốt cuộc kỳ diệu tới mức nào. Chỉ là khi nhìn thấy em, tôi lại sinh ra một loại cảm giác rất lạ lùng. Tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn bên cạnh em, tôi muốn ôm lấy em và tôi muốn chiếm đoạt em. Anh ta cúi xuống, mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô cũng nhanh chóng hòa quyện vào đôi môi anh ta, chìm đắm trong sự mê luyến ngọt ngào khó cưỡng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì người đã đi mất rồi, nhưng không như những lần khác. Lần này anh ta có để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ. Nhờ em, mà hôm qua tôi trễ việc rồi cô với tới chiếc tủ đầu giường lấy ra bức ảnh của nguyễn uyển ninh rồi say mê nhìn ngắm cô ấy rất dễ thương đứa em chồng này thực sự rất dễ thương chỉ là nó bạc mệnh quá đang chìm trong dòng hồi ức đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông reo ngọc vĩ sao anh lại ở đây tôi đoán là em chưa ăn sáng nên có mua cho em chút thức ăn đây sao anh lại biết nhà em nhà em ở khuất quá đi mất Tôi phải hỏi hết cả phố ngoài kia mới tìm ra đấy Tôi không ngại đường xa đến đây đưa đồ cho em Vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có Tôi nên khóc hay không đây Cô hời hợt nhìn cười Nhẹ nhàng thốt lên hai chữ cảm ơn Quanh quẩn thêm mấy câu Cô cho anh ta vào nhà Anh ta quan sát xung quanh một lượt rồi lầm bầm Có vẻ chồng em không có điều kiện kinh tế nhỉ Em ốm như vậy có phải là Có vẻ như chồng em khá bạo lực nhỉ Em thích sự bạo lực đấy Em chắc chứ Anh mau uống nước rồi về đi Sao em cứ đối xử với anh như người xa lạ vậy Chúng ta ngay từ đầu đã xa lạ rồi Không phải sao Em vì chuyện năm đó mà trách anh sao Không Anh có quyền bỏ em đi Dẫu sao em cũng không quan trọng với anh Hổ Trúc Lam Em không chịu lớn dẫu đã 4 năm rồi Đúng vậy Em là đứa trẻ không bao giờ lớn được nữa Em còn có việc Anh về đi anh nhớ em chưa từng là loại người thế này. Thời gian quả thật là liều thuốc rất tốt. Chỉ 4 năm thôi mà em đã mạnh mẽ lên đến nhường nào rồi. Ngọc Vĩ đen mặt lập tức bỏ đi. Cô xài những bước chân dài đóng sầm cửa nhà lại, từ từ dựa vào cánh cửa rồi gục xuống. Nếu có thể, cô cũng muốn dùng liều thuốc thời gian để xóa đi ký ức năm 16 tuổi, hoặc là xóa đi những gì liên quan đến Ngọc Vĩ. Trong lúc đó, Trần Ngọc Vĩ đang ở ngoài nhà cô vẫn chưa chịu đi, anh ta cúi gầm mặt xuống đất, tay chạm nhẹ vào cổ áo. Khang An không có ở nhà, vào bắt Hồ Trúc Lam đi. Chưa tới một phút sau, một đám người mặc vest đen xuất hiện, lần lượt xông vào nhà cô. Ngồi trên xe, Ngọc Vĩ nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ khá cũ, đợi Ngọc Vĩ bế cô xuống rồi chạy mất hút. Anh ta bế cô vào trong, đặt cô lên chiếc ghế gỗ rồi trói chặt tay chân cô lại thuốc mê quá liều nên đến tận chiều tối hôm đó cô mới tỉnh dậy cảm giác đau bút đại não không thể khiến cô tỉnh táo ngay được trúc lam khôi phục dần ý thức tá hỏa phát hiện bản thân đang ở một nơi nào đó rất xa lạ cô cố ổn định tinh thần bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra bàn sáng ngọc vĩ mang đồ ăn sáng đến cho cô khi anh ta vừa rời đi thì lập tức có đám người khác xông vào không lẽ nếu thật sự ngọc vĩ bắt cô thì là vì lý do gì và thân phận của anh ta là sao? Có côn đồ đi theo ắt hẳn không phải dạng tầm thường. Nhưng anh ta là người lương thiện kia mà. Đang loay hoay tìm cách cởi trói, đột nhiên tiếng bước chân trên mưa vang lên làm cô sững lại. Ngọc Vĩ thu gọn lại cây dù, sau đó khom mình bước vào trong. Trần Ngọc Vĩ, quả nhiên là anh bắt tôi. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tôi khinh anh, không ngờ có một ngày vị huynh trưởng năm đó lại trở thành kẻ xấu xa như thế này. Vậy là em vẫn còn yêu Ngọc Vĩ của 4 năm về trước đúng không? Trúc Lam, rõ ràng là em còn yêu anh. Không, cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, tôi cũng đều khinh anh như thế. Tại sao anh lại bắt tôi? Tôi không hề có thủ án gì với anh cả. Tôi không bắt em, người tôi muốn bắt là kẻ khác. Ý anh là gì chứ? Đột nhiên anh ta đứng dậy, lạnh lẽo bước tới bịt khăn vào miệng cô, cô dãy ruộng đòi thoát ra, nhưng anh ta chỉ lùi lại góc rồi rút ra từ người khẩu súng lục ngắn cô trợn mắt sợ hãi lần đầu tiên cô thấy súng thật ngoài đời anh ta anh ta định làm gì ngọc vĩ anh ta điên rồi xin lỗi tôi lại tổn thương em nữa rồi bất ngờ một tiếng súng giòn dã vang lên cô hoảng hốt lại thấy bóng ai đó xuất hiện cả người khang an ướt sũng nước mưa mái tóc rối bù cũng đẫm nước khang an cầm sẵn trên tay một khẩu súng khác Tiến nhanh tới tháo khăn bịt miệng kia ra. Cô vừa vui mừng vừa sợ hãi, đợi anh ta tháo dây chói cho mình. Ông biết tôi ở đây sao? Tôi là nhân vật chính, không góp mặt thì không thể xong bộ phim này. Em chạy đi, tôi không thể đi được. Ông, ông sẽ gặp nguy hiểm mắt. Đừng lo, dân xã hội đen như tôi không sợ những thứ này đâu. Em phải đi, đây là mệnh lệnh. Trần Ngọc Vĩ. Khang An tiến nhanh tới, đẩy cô ra sau lưng mình rồi chĩa súng lên. Ngọc Vĩ cũng từ từ xuất hiện, nòng súng chĩa thẳng về phía sọ đối phương. Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố. Tao biết mày không phải là Nick, không cần ra vẻ đâu. Khá lắm, không hồ là đại ca khét tiếng. Để một thằng nhãi ra đối phó với tao, xem ra Nick khinh tao quá rồi. Đây là chuyện giữa hai tổ chức. Tao nghĩ mày không hèn hạ tới nỗi sẽ giết người không liên quan đâu. Dĩ nhiên hai người đàn ông bắt đầu di chuyển quanh phòng, cô bám theo chồng mình ra đến cửa chính. Tuy vậy, cả hai vẫn chĩa súng về phía đối phương, lâm le đoạt mạng. Cửa ở ngay đó, em chạy đi. Ông... Là mệnh lệnh. Không, tôi không nghe ông nữa. Tôi là chồng em, là nơi đáng để em tin tưởng. Hãy trở về nhà và nghỉ ngơi một giấc. Sáng mai, tôi sẽ ở bên cạnh em. Trúc Lam bị ánh mắt của anh ta thuyết phục xoay lưng bỏ chạy. Thật không ngờ vào đúng khoảnh khắc đó, Ngọc Vĩ lại nổ súng, hướng đạn nhắm về phía cô. Cô nhắm tịt mắt, chờ tử thần đến đoạt mạng. Chỉ là Khang An nhanh hơn, lao ra đỡ cho cô một nhát chí mạng. Anh ta gục xuống đất, máu chảy thành dòng từ ngực. "Khang An, Khang An, ông mở mắt ra nhìn tôi đi." "Em phải thoát khỏi đây, tự cứu lấy mình đi. Tôi không thể bảo vệ em nữa rồi." "Khang An, ông tỉnh lại cho tôi, ông không được bỏ tôi." ông không được phép bỏ rơi tôi thì ra em yêu anh ta thật giọng nói và nụ cười của ngọc vĩ làm cô giận dữ cô bật người dậy chụp lấy khẩu súng lục của khang an nhắm thẳng về phía đối phương đồ khốn nạn anh là kẻ hèn hạ bắn đi em bắn đi trả thù cho người chồng mình yêu đi anh đừng qua đây nếu không tôi sẽ giết anh em giết đi em có quyền làm điều đó mà đừng qua đây đừng giết tôi đi tôi thách em đấy một phát đạn thôi và tôi sẽ chết không ai bắt được em đâu vậy nên giết chết tôi đi tôi bảo anh đừng qua đây một tiếng súng giòn giã vang vọng trong đêm đen ngoài trời mưa vẫn không ngừng giả xích ngọc vĩ lặng thinh nhìn cô gái đối diện đang từ từ gục xuống khẩu súng trong tay cũng bất lực rơi ra đất anh ta quay đầu nhẹ nhàng nhìn cánh tay bị thương của mình khang an là ông đúng không đừng cố gắng nữa em không thể qua được đâu ông đợi tôi một chút tôi sẽ vô ích em không thể vượt qua ranh giới giữa sống và chết được cũng tương tự tôi và em không có ngày trùng phùng nữa không không thể nào đâu ông đừng gạt tôi mà cô gượng gạo nở một nụ cười tự bản thân lừa dối chính bản thân thật sự không vui vẻ tí nào chút lam trợn tròn mắt phát hiện thân ảnh trong lớp xương kia càng lúc càng mờ cô ra sức hét lên lại vừa ra sức đập mạnh vào bức tường vô hình nào đó đập đến chảy máu tay suốt cuộc vẫn không thể nào qua được vĩnh biệt khoan đã ông đừng bỏ rơi tôi khang an ông đợi đã nhớ tự bảo vệ bản thân tôi phải đi rồi vĩnh biệt không khang an ông đứng lại cho tôi khang an khang an cô nghẹn ngào hét lên bất chợt giật mình bởi chính tiếng hét đó chúc lam bật người dậy hoảng loạn nhìn những người xa lạ trước mặt van này. Làm ơn, hãy cứu chồng tôi, ông ấy không thể chết được, ông ấy phải tiếp tục sống. Các y tá ra sức vỗ về, cốt để cô bình tâm tĩnh lại. Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng có được ý thức, nhưng vào lúc đó nước mắt cũng trào ngược ra. Ông ấy ở trong mơ đã vĩnh biệt tôi, ông ấy không cho tôi đến gần nữa. Cô cứ yên tâm, chồng cô vẫn có cơ hội sống, chỉ cần anh ta có ý chí là được Lão nhị Đại ca đang ở phòng nào 204 Hai câu ngắn ngủi kia đột nhiên vang lên từ bên ngoài Cô mở to mắt nhìn vào một người khá quen thuộc Đang tiến vào gần và ngưng khóc Xin chào Chúng ta từng gặp nhau lúc đại ca bị thương Tôi là Lê Xuân Kha Chúng tôi đến nơi thì phát hiện lão đại Cô và người nào đó đang nằm trên nền Là Ngọc Vĩ Chúng tôi đã đưa lão đại và cô đến bệnh viện còn tên kia đã bị cảnh sát bắt giữ rồi chắc chắn không thể thoát khỏi bản án tù giam đâu bây giờ lão đại cũng chỉ đang như đèn treo trước gió cô biết vì ai và vì điều gì mà phải không người của xã hội đen không thể dinh lưu đến phụ nữ được tôi không có ý xúc phạm phụ nữ nhưng rõ ràng vì cô mà đại ca mới gặp chuyện cô cúi thấp đầu im lặng không sai vì cô mà anh ta mới gặp chuyện đại ca có ý chí rất tốt sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Hy vọng đến lúc đó cô tự biết nên làm gì. Xuân Kha bỏ đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối. Cô còn không hiểu sao. Ý của người này là muốn cô âm thầm bỏ đi, rời khỏi đại ca của bọn họ. Vì cô chỉ là gánh nặng thôi. Cô ôm sự mệt mỏi đó thiếp dần vào cơn mơ. Cho đến lần tỉnh dậy tiếp theo thì đã là nửa đêm. Cô bị tiếng vọng ngoài hành lang làm cho giật mình. Nhanh lên, bệnh nhân phòng 204 lên cơn co giật rồi. Khoan, Khoan đã, 204 không phải là phòng của... Trúc Lam giật phát cái ống chuyển nước trên tay, đau đớn chạy ra khỏi phòng rồi hướng về hành lang tối tăm trước mắt. Đến cầu thang để xuống tầng 2, cô lao lực bám chặt vào thành cầu thang, đầu óc không ngừng quay cuồng. Cô vừa định đặt chân xuống bậc thang tiếp theo thì bỗng dưng khựng lại. Một kẻ vô hình nào đó đột nhiên bế thốc cô lên, khiến cô một phen hốt hoảng. Đừng sợ, tôi Xuân Kha đây. Đây rồi, phòng 204. Cô vội vàng nhảy khỏi vòng tay Xuân Kha, đến trước cửa mà vô vọng nhìn vào trong dẫu chẳng thấy gì. Nhịp tim giảm xuống còn 40 nhịp trên phút, chuẩn bị máy kích điện. Kích điện lần 1, kích điện lần 2, kích điện lần 3. Không được, nhịp tim giảm chỉ còn 15 nhịp, tiếp tục kích điện. Qua hàng vài tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cánh cửa trước mặt cô cũng mở ra, cô vội vàng bật dậy, Xuân Kha cũng vội vàng chạy tới. Tôi thực sự khâm phục lưỡi hái dẻo dai của thần chết. Nhưng... Chúng ta thành công rồi. Có... có nghĩa là... Chúc mừng, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Xuân Kha thở phào, trên mặt cũng lộ nét vui mừng hiếm có. Cô hướng thẳng vào trong mà đi, nhưng bị bác sĩ cản lại. Cô dùng rằng thoát khỏi tay ông. Đột nhiên mọi thứ trước mắt mở đi và cô ngã quỵ xuống. Cô ngất rồi. Cho đến khi cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Câu đầu tiên mà cô mở miệng chính là đòi đi gặp Khang An không được tôi phải đi gặp chồng mình tôi cô gái trẻ cô yêu chồng mình như vậy chắc anh ta sẽ rất hạnh phúc nhưng mà cô vẫn nên yêu bản thân một chút đúng không cô nghĩ tại sao mình lại ngất tôi kiệt sức quá thôi đêm qua tôi đã chạy và khóc rất nhiều đúng vậy đó cũng là một lý do sau này phải bắt chồng cô tập luyện thể hình bởi vì một khi anh ấy muốn cõng cô thì phải cõng thêm một người nữa nấu thức ăn cũng nấu nhiều thêm một chút bởi vì sẽ có thêm một chú sóc nhỏ ăn nữa đấy. Nuôi chú sóc cho tốt vào, 9 tháng 10 ngày sau, gia đình cô lại có thêm một thành viên rồi. Tôi... tôi có thai. Ừ, cô có thai được 2 tuần rồi cơ. Tôi có con rồi, tôi thật sự có con rồi. Cô y tá cũng vui lây, vỗ nhẹ vào vai cô cười tươi. Thôi nào, cô không muốn đi gặp cha đứa bé sao? Cô gật gật đầu, lập tức hất chăn ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô y tá cũng chạy theo nói với chạy cẩn thận đấy." Cô giảm lại tốc độ, tuy nhiên sự hớn hở càng lúc càng tăng, vẻ mệt mỏi của một ngày trước đó như cây kim giữa đại dương, cho dù có cố ý tìm cũng không thể tìm ra. Chúc Lam cười tươi tới nỗi, đi qua đâu cũng khiến vài người phải chú ý. Ở bệnh viện này kiếm đâu ra khoảnh khắc vui vẻ như thế kia, một nơi hàng ngày chỉ có tiếng khóc và chết chóc thì lấy đâu ra nụ cười tươi tắn như thế. Cô chen chân qua đám đông, mọi ồn ào xung quanh không lấn át nổi hạnh phúc nữa. Cô quá phấn khích, quá hớn hở Cảm giác như trên đời này không còn điều gì vui bằng Đây rồi, phòng 204 Cô bám vào cánh cửa phòng Lúc này mới cảm thấy mệt một chút Cô cúi thấp người Thở hồng hộc để lấy hơi rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước Không chỉ có Xuân Kha Còn một người nữa cũng đang chân mắt nhìn cô Xuân Kha chào người kia một tiếng Sau đó lặng lặng bỏ ra ngoài Xuân Kha còn hiểu ý đóng cửa phòng lại Không gian lập tức trở nên im ắng hơn khang an vẫn còn đang dùng ống thở nhìn thấy cô cũng đang nhìn mình nụ cười trên môi dần dần tắt chúc lam miếu máu bỗng dưng rơi lệ an anh tỉnh rồi khang an gật nhẹ đầu giọng vẫn còn khá yếu ớt đúng vậy tôi về với em rồi đây cô lập tức chạy đến bên giường hợp ý nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta mười ngón tay đan chặt vào nhau cô mừng mừng tủi tủi rơi lệ cảm ơn thượng đế đã không mang anh về với ngài tôi sống là nhờ em không phải nhờ thượng đế cô lại bật cười giữa làn nước mắt tên ngốc bây giờ vẫn còn mạnh mồm được ngón tay cái anh ta khẽ di chuyển nhẹ trên mu bàn tay cô cô cảm nhận rõ nét dịu dàng trong đôi mắt của anh nhưng không nhìn ra được tia yêu thương chân thành và nồng nhiệt cũng trong đôi mắt kia khang an nhìn cô khóc không tự chủ được mà xếp tay cô mạnh hơn anh ta không tin vào may mắn nhưng lúc này chính anh ta cảm thấy may mắn vì cô không sao cả cô vẫn là một cô gái yếu đuối, ngồi trước mặt anh ta khóc sướt mướt đầy ủy mị. Em gọi tôi là anh. Cô gật gật đầu xua đi nước mắt. Vậy nên cũng đừng xưng tôi nữa được không? Em dám ra lệnh với tôi sao? Cô im bặt không hó hé thêm một lời nào nữa. Sao cô có thể quên mất người đàn ông này bá đạo cỡ nào cơ chứ? Anh ta vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Có lẽ sau một lần, hai lần, rồi đến vô vàn lần sinh ly tử biệt, một cái nắm tay thôi cũng thể hiện sự thắt chặt và gắn bó trong tình yêu tôi không thích sự ra lệnh từ trước tới nay ngoài ba ra chưa ai dám ra lệnh cho tôi hết nhưng nếu muốn tôi cũng có thể cho em đặc ân đó vậy nên đừng buồn nữa anh đau cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ta một tia hạnh phúc lóe qua nơi đáy mắt sự ngọt ngào này khiến cô quên đi tất thể những chuyện đã diễn ra trước đó nếu ra lệnh cho anh là một đặc ân vậy thì được yêu anh có phải là một ân huệ không em không biết cũng không muốn biết chỉ là vào giây phút này em chỉ muốn nói là em yêu anh yêu anh bằng sự trưởng thành bằng những giọt nước mắt bằng máu và thịt yêu anh bằng cả tâm can bằng cả con tim cháy hừng hực những dấu yêu hôm nào yêu anh bằng cả sinh mạng bằng cả tương lai bằng cả mọi thứ mà em đang có nếu bắt em chọn giữa thiên đàng và anh thì em sẽ không chọn ai cả vì anh không phải là một sự lựa chọn anh là duy nhất trên đời này anh cũng chỉ là một con người nhưng với em thì có lẽ không một người nào có thể bằng anh được không một người nào có thể bằng anh anh muốn xuất viện không được anh chỉ vừa đấu tay đôi với thần chết hôm qua thôi anh ta nhếch nhẹ môi giọng có chút nhạt anh có bác sĩ riêng không không được chẳng phải anh nói em có quyền ra lệnh cho anh sao em đang lợi dụng chức quyền đấy à đúng vậy em không những đang lợi dụng quyền làm vợ mà còn lợi dụng việc làm mẹ nữa anh ta dĩ nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây cô mỉm cười tinh nghịch bàn tay mảnh rẻ vuốt nhẹ mặt anh ta anh sớm khỏe một chút mẹ con em cần anh bảo vệ khang an mở to đôi mắt đen láy định bật dậy nhưng vết thương trên người không cho phép anh ta ngừng cao đầu lên hai tay nắm chặt lấy tay cô em có thai rồi sao đúng vậy em có thai rồi cũng giống như cô không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự sung sướng của anh ta lúc này cảm giác như lông tơ trên người anh ta đều dựng đứng lên không làm thêm điều thừa thãi anh ta lập tức hét lớn lên giọng điệu hùng hổ như chưa hề trải qua giây phút sống chết nào lý xuân kha chú mau đi báo cho anh em tổ chức sắp có lãnh đạo mới à khoan nhớ dặn bọn họ chuẩn bị tiền mừng nhiều nhiều một chút đến lúc đó có mời bao nhiêu rượu tôi cũng uống anh ta hớn hở la lớn lên lớn đến mức cả một dãy hành lang bên ngoài phải sững lại để lắng nghe. Xuân Kha ho khổ khụ vài tiếng, đột nhiên mặt thoáng chút ửng hồng. Vâng, em đi liền. Khang An sau khi la hết mới sực nhớ ra bản thân đang còn bệnh. Lồng ngực anh ta có chút thắt lại, nhưng anh ta vốn dĩ không quan tâm đến điều đó. Điều tổ tông nhà em làm anh đau rồi. Anh ta với tay nhéo mũi cô, nụ cười hạnh phúc làm cho cô có chút bỡ ngỡ. Suốt vài tháng bên nhau, chưa bao giờ cô thấy anh ta vui đến độ như thế này. Anh vừa gọi em là gì cơ? Tiểu tổ tông, tiểu tổ tông. Em khiến tôi vui vất điên rồi. Anh ta đưa hai bàn tay lớn siết chặt tay cô. Cô tình tế nhận ra mấy ngón tay anh ta có chút run rẩy. Cô phỉ cười, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh ta như an ủi. Anh xem, run đến thế này cơ á. Người ta cũng lần đầu làm cha mà. Hình tượng đại ca lạnh lùng bị mất hết sạch rồi. Đại ca gì chứ, lạnh lùng cái gì Bây giờ anh cũng chỉ mang tâm trạng Của một kẻ lần đầu được làm cha thôi Cô mỉm cười nhẹ nhàng Cho đến lúc này Mới thực sự nhận ra chân thành trong ánh mắt của anh Trúc Lam nhón người lên Yêu chiều hôn lên chán anh ta một cái Rồi thì thào Khang An, em ra lệnh cho anh phải mau khỏe lại Lời em không được cãi Cả hai nhìn nhau Trong mắt chỉ còn lại toàn là yêu thương Đúng vậy Anh cũng chỉ là một con người lần đầu làm cha cho dù lạnh lùng tới mấy đến khoảnh khắc này cũng đều mang tâm trạng của một người bình thường nhất nói rõ hơn một chút chính là đáng yêu ở lại bệnh viện thêm một tuần anh ta mới xuất viện chưa bao giờ anh ta từ nơi này trở ra mà lại vui đến như vậy biết sao được thiên chức làm cha sắp đè lên vai anh ta anh ta đương nhiên là phải vui rồi nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng sự thật chính là như vậy vết thương cũ ở bụng chưa khỏi hẳn bây giờ lại tiếp tục có vết thương mới nên lúc này anh ta vẫn rất yếu bác sĩ riêng của anh ta cũng ngày ngày ra vào nhà liên tục một phần là chăm sóc cho anh một phần còn phải chăm cho bà bầu này nữa khang an không biết đảo đâu ra mấy kiến thức sinh đẻ bảo là sau khi anh ta có thể đi lại thì phải chạy bộ cùng nhau mỗi sáng anh ta bảo như thế lúc sinh sẽ dễ hơn anh ta cũng không cho cô đụng tay vào dao kéo sợ nhớ bị đứt tay thì lại đau con nói chung là anh ta tuy vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh nhưng miệng thì cứ như bảo mẫu dặn dò cô đủ thứ trên đời dưới đất. Cơ mà cô lại thấy khá vui. Một kẻ lúc trước cạnh miệng cũng không nói như anh ta mà bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này. Xem ra tiểu quỷ trong bụng rất có năng lực. Nếu đứa bé trong bụng là gái thì sao? Thì vẫn là con anh chứ sao? Nhưng em nghĩ anh cần một đứa bé trai hơn. Tiểu tổ tông ngốc. Trai hay gái cũng đều như nhau cả. Chỉ cần chúng ta giáo an tốt cho con mình là được rồi. Anh ta đưa tay véo mũi cô một cái, Cô cắn cắn nhẹ lấp môi dưới lắp bắp Em... Em muốn hỏi anh một chuyện Anh ta im lặng lắng nghe cô nói Cô hít một hơi thật sâu thu hết can đảm Anh có thể từ bỏ tổ chức gì đó của anh Để chăm sóc mẹ con em không? Nụ cười trên môi anh ta dần dần tắt đi Cô nhận ra mình đã đòi hỏi quá đáng Vội vàng xin lỗi Xin lỗi anh Em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh Em... Không sao cả chẳng phải anh vẫn ở đây sao nhưng tổ chức đó là thứ ba đã tin tưởng giao lại cho anh cuộc sống ấm no của ngư dân vùng biển này đặt hết lên vai anh anh không thể nói bỏ là bỏ như vậy được đôi mắt sâu thẳm của anh ta khiến cô bị thuyết phục cô gật nhẹ đầu nắm lấy tay anh em cũng tin anh em cũng muốn gánh vác một phần trách nhiệm nào đó với anh em muốn sao đúng vậy đã là vợ chồng thì cũng nên san sẻ với nhau một chút đúng không vợ chồng ư? Anh ta nhìn cô chằm chằm, đáy mắt nổi lên tia ấm áp. Vợ chồng? Anh ta và cô vốn là vợ chồng kia mà, là người đầu ấp tay gối cả đời không phải sao? Một thời gian sau, anh ta đã có thể tự đi lại được. Ngay lúc đó, đột nhiên anh ta kéo cô lên chiếc xe lạ, chiếc xe chở hai người ra cảng biển rồi lại lên thuyền chạy ra ngoài xa. Thuyền chạy khá lâu và dừng lại bên một hòn đảo nhỏ. Ngay khi phóng mắt ra ngoài, cô đã bị choáng ngợp với mọi thứ trước mắt. Khang An không còn dáng dấp bảo mẫu ở nhà nữa, lúc này anh ta đã lại trở thành Khang An lạnh lùng của trước kia, chính cô cũng cảm thấy khá run sợ trước vẻ mặt này của anh ta. Tuy vậy, anh ta vẫn rất dịu dàng, cẩn thận bế cô từ trên thuyền xuống, ngay tức khắc, đám người gần đó xếp thành hai hàng dài dọc bên đường đi lại, cúi đầu thấp. "Lão đại." Anh ta cau nhẹ mày, đám người hiểu ý lập tức gọi thêm một tiếng. "Chị dâu." Cô hoang mang bám chặt cổ áo anh ta, hơi hoảng hốt trước cảnh tượng này, anh ta vẫn bế cô trên tay giọng sắc bén. Từ nay về sau, cô gái này chính là chủ nhân thứ hai của các chú. Cô ấy nói các chú đi đông, các chú không được rẽ sang hướng Tây. Cô ấy nói các chú ngồi, các chú không được quyền đứng. Kẻ nào dám kháng lại cũng chính là kháng lệnh của tôi, mà kháng lệnh tôi chỉ có chết. Đám người vẫn giữ thái độ lạnh lùng không kém, sùng bái anh ta như một vị thánh, Thăng An từ từ đặt cô xuống đất, ôm lấy vai cô rồi thó thế. Đây là giang sơn của anh, tức cũng là giang sơn của em. ở tổ chức này, em chính là nhân vật mà có cho tiền họ cũng không dám động. Thế nào, làm vợ anh có ngầu không? Mặt cô đỏ ửng lên, vài giây sau mới định thần lại được tinh thần. Dù không ít lần cùng nhau gần gũi, nhưng vào giây phút này, lúc anh ta dùng ánh mắt đó nhìn cô, thì cô vẫn không thể nào giữ vững được bản thân. Trong đôi mắt và giọng nói của anh ta ngập tràn sự bá đạo, khiến cô phải vô thức bật lên vài chữ. Ngầu, rất ngầu. Anh ta hài lòng nhếch nhẹ đôi môi, bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ vai cô. Anh ta ép cô đến sát người mình, quay lại nhìn hàng người trước mặt. Tất cả quay lại vị trí cũ. Rõ. Hàng người đồng thanh một tiếng dậy trời, sau đó tỏa ra một cách cực kỳ nhanh lẹ. Thoáng chốc trước mắt cô chỉ còn lại bãi cát trống không, nếu không phải còn dấu chân chẳng chỉ trên cát, thì chắc không ai tin vừa có hơn vài chục người đứng ở đây mất. Em không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Các anh em khác của anh vẫn còn đang ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân. Cô dùng ánh mắt trầm trồ nhìn anh ta, thầm khen ngợi chồng của mình một cái. Gió biển mát rượi thổi vào đất liền, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu cô. Khang An nhẹ nhàng đưa tay lên, vén vén mấy sợi tóc đó rồi kéo cô lại gần mình hơn nữa. Trúc làm khép nếp vào thân thể của anh, anh ta bước thì cô bước, anh ta dừng thì cô dừng, tuyệt đối nghe theo. Đi xuyên qua một cánh rừng khá âm u thì cả hai dừng lại, cô chố mắt nhìn mọi thứ phía trước, có rất nhiều nhà gỗ nhỏ dựng cách nhau tầm vài mét, cứ thế nối đuôi nhau chạy dài tít đến xa, anh ta đứng thẳng người mở miệng. Đây là nơi tạm trú của các anh em khi ở ngoài đảo, nếu tập hợp hết tất cả mọi người lại thì tổ chức trên dưới nửa nghìn người. Sao cơ? Tổ chức này bảo vệ ngư dân suốt dọc vùng biển phía nam quy mô hoạt động rất lớn trung bình cứ hai tuần các anh em lại được về trong đất liền sau đó một tốp người khác lại ra đảo tiếp tục công việc khi có kẻ thù cản phá thì tùy theo mức độ sẽ có lực lượng tham gia khác nhau ác liệt nhất là trận của bốn năm trước lúc đó hầu như toàn bộ người của hai bên đều có mặt và vết sẹo dài trên ngực của anh là vết anh bị chém bằng mã tấu cô đưa tay bịt môi không thể tin vào những gì đang nghe thấy cô trước này cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn thuần thật không ngờ Nói huyên thuyên một lát, anh ta đưa cô vào một căn nhà rất lớn so với những căn còn lại. Có vẻ như đây là trại của chỉ huy. Người bên trong thấy anh ta vào lập tức đứng lên hết. Anh ta vẫn giữ tay ôm vai cô giới thiệu một lượt. Đây là ba trợ thủ đắc lực nhất của anh. Xuân Kha thì chắc em cũng biết. Cậu ta là lão nhị của tổ chức. Người tiếp theo là Lý Công Trí, Lão Tam. Cuối cùng là Mai Bích Tâm. Anh em trong tổ chức quen gọi cô ấy là chị Tứ. Cô đặc biệt chú ý đến cô gái là Bích Tâm kia, Bích Tâm cũng nhìn cô, thái độ lạnh lùng đến đáng sợ. Cô cảm thấy có chút gượng gạo và bối rối, ngoại trừ người tên Công Trí, hai người còn lại ai cũng như tảng băng trôi. "Em đi theo cô ấy tham quan hòn đảo này một vòng đi, anh còn chuyện riêng cần bàn bạc." Cô gật gật đầu, Bích Tâm không cần ra lệnh cũng biết nên làm gì, cô ta cúi thấp người chào anh ta, sau đó bỏ ra ngoài với khuôn mặt đáng sợ chúc làm nuốt nước bọt ực một cái rồi đuổi theo cô ta cô ta bỏ đi trước từ đầu đến cuối không nói một lời không gian cực kỳ kỳ cục cô đưa tay gãi gãi đầu lắp bắp cô cô đi chậm một chút được không bích tâm có giảm đôi chút tốc độ chỉ là vẫn không thèm nhìn cô một cái cô ta dẫn cô đi rất xa xa đến mức hai chân cô mỏi nhừ đi đến nơi nào mà có người thì người đó lập tức dừng công việc đang làm trịnh trọng gọi hai tiếng chị tứ mới tiếp tục mọi chuyện cô có cảm giác bản thân đang bị khinh rẻ bởi cô gái này bởi những người trên đảo nữa họ còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần cô cũng chỉ biết đi theo như vậy thôi đến một nơi chỉ toàn cây rừng cô ta dừng lại uống nước cô vô cùng mệt mỏi ngồi xuống tảng đá gần đó nhìn cô ta uống nước mà nhỏ dãi cô cho tôi uống với bích tâm giả vờ không nghe tiếp tục tu ừng ực bình nước đến khi uống đã đời cô ta mới dùng ánh mắt nhở nhơ nhìn cô hết rồi cô nuốt cục tức xuống cổ họng cố tỏ ra vẻ bình thường nhất vậy phải kiếm nước ở đâu ngồi đây đợi đi tôi đi lấy cô ta đứng dậy rất nhanh đã bỏ đi mất một phần đang mang thai một phần đi quá xa cô thực sự đã mệt tới nỗi không bước đi nổi nữa đợi rất lâu rất lâu vẫn chưa thấy người quay lại cô mang cổ họng khát khô bắt đầu đi tìm đường trở ra nhưng nơi này toàn cây là cây cô nên đi ra ở lối nào đây và cô đã lạc. Trúc Lam loay hoay trong rừng, liên tục bị những côn trùng nhỏ cắn đốt cơ thể, đi đến khi hoàn toàn kiệt sức, cô mới từ từ gục xuống và ngất đi. Trong lúc đó, sau khi trao đổi những việc cần làm xong thì Khang An bắt đầu đi tìm cô trở về, thế nhưng anh ta có gọi cỡ nào cũng không có tiếng trả lời. Anh ta cảm thấy có chút lo lắng vội đi tìm Bích Tâm để xem cô ở đâu, thì thấy cô ta chỉ đang đứng một mình không có cô đi theo. Bích Tâm từ đầu chí cuối vẫn vô cùng thở ơ cô ấy bảo khác nên tôi đi tìm nước cho cô ấy đến khi quay lại chỗ cũ thì không thấy nữa chắc cô ấy đi đâu chơi mất rồi anh ta nghiến răng không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức gọi người đến tìm cô anh ta tự trách bản thân vô tâm quên mất cô đang mang thai mà còn để cô đi xa xôi thế này và anh ta đã mất bình tĩnh anh ta không còn tỉnh táo như thường ngày nữa anh ta chạy băng qua từng ngõ ngách trên hòn đảo mặc cho cái nắng gây gắt khiến da thịt anh ta dần trở nên bỏng rát anh ta gọi tên cô đến đứt hơi, cuối cùng cũng phát hiện cô nằm sau một gốc cây cổ thụ lớn. Anh ta như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn, mau lẹ chạy đến bên cô hốt hoảng. "Em tỉnh dậy đi Hồ Trúc Lam, em mau tỉnh dậy đi." Khang An như quên hết thảy mệt mỏi, lập tức bế cô lên rồi hướng về phía tòa nhà chính mà đi. Do vết thương chưa hoàn toàn hồi phục mà ban nãy anh ta còn vận động mạnh, nên bây giờ lại cảm thấy nơi ngực đau nhói, anh ta nghiến răng chịu đựng mồ hôi chảy ròng rã xuống bên thái dương đi được một đoạn thì gặp xuân kha cậu ta nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của anh ta nên có ý muốn bế cô giúp nhưng anh ta nhất quyết không chịu xuân kha đi theo sau lưng anh ta trầm mặc hồi lâu đại ca là người tự biết lượng sức mình nhưng bây giờ thì không ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta lướt qua chỗ cô gái đang ngất xỉu kia tia hàn khí càng nổi lên rõ ràng cậu ta thật sự lo lắng về sự tồn tại của cô gái này Cang An dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về tòa nhà, anh ta dịu dàng đặt cô xuống giường để bác sĩ của mình vào khám cho cô, rồi ngồi sang chiếc ghế gần đó thở hồng hộc. Tôn Trung dừng động tác đang làm mở miệng. "Đại ca, rõ ràng với sức khỏe hiện tại anh không nên hoạt động mạnh như thế." Anh ta cau nhẹ mày, Tôn Trung lập tức im lặng mà tiếp tục khám cho cô. Một lát sau, anh chàng họ La thu dọn mọi thứ nhẹ nhàng. "Không sao cả, Lam Chị dâu chỉ là do kiệt sức nên mới ngất thôi Và lại chị dâu cũng có thai rồi Tôi biết Cả mẹ và con đều ổn phải không Tôn Trung gật đầu xin phép lui ra ngoài Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Anh ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm Cậu ta bước ra khỏi phòng Thì bắt gặp ba nhân vật khác cũng đang chờ Xuân Kha và công chí ngồi trên ghế gỗ Còn Bích Tâm đứng dựa vào cửa chính Ánh mắt trông về phía xa xăm Tôn Trung thận trọng nhìn cô ta giọng lạnh lại cô cố, cố tình dẫn lam vào khu rừng đó đúng không bích tâm nhún nhẹ vai hờ hững không khu rừng đó là một trong những nơi đầy cạm bẫy trên hòn đảo này nếu không phải là người của tổ chức thì rất khó tìm được lối thoát thân mà nơi đó cũng nằm ở vị trí khá độc địa tôi không tin lam tự tìm đến nơi nó rồi bị lạc được công chí đưa tay vòi nhẹ tóc giọng sắc sảo này cậu đang nghi ngờ chị tứ nhà ta đấy à tôi không nghi ngờ nhưng rõ ràng đủ rồi Xuân Kha lạnh nhạt quát lên một tiếng, cả thầy đều im lặng. Bích Tâm đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã của cô ta càng làm nỗi nghi trong lòng tôn trung lớn hơn. Cô ta không phải cũng là người của tổ chức sao? Sao không thể tự thoát khỏi đó? Tôi là phụ nữ, cô ta cũng vậy. Tôi đi được, tại sao cô ta lại không? Chừng phải yêu đôi đó cho ai xem. Nhưng làm đang có thai, cô hiểu không? Công chí suýt chút nữa thì sặc nước. Bích Tâm bây giờ cũng bắt đầu trưng bộ mặt kinh ngạc, còn Xuân Kha đã biết trước nên vẫn giữ im lặng. Một lát sau Bích Tâm mới định lại được tinh thần, cô ta giấu nhẹm đi bàn tay đang co lại lãnh đạm. Dù sao thì loại người như chị dâu, chỉ có đại ca mới bảo bọc nổi thôi. Cô ta xoay lưng bỏ đi, ba người đàn ông nhìn nhau không nói gì. Khang An ở trong phòng, dĩ nhiên nghe được cuộc trò chuyện kia, mặt bắt đầu tối sầm lại. Anh ta tiến đến chỗ cô đang nằm, cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên chán cô một cái thì thào tôi có vẻ nên huấn luyện tiểu tổ tông nhà em cho nên thân rồi đến khi cô tỉnh lại anh ta không tra hỏi bất cứ điều gì mà cho người đưa cô về nhà anh ta vì còn vài chuyện nên chưa thể về được tạm thời ở trên đảo thêm một thời gian nữa tiếng súng nổ lên liên hồi âm thanh nghe chói tai vô cùng bích tâm hạ thấp cơ thể giọng mang chút sắc thái đại ca gọi em vài ba phát súng nữa lại được bắn ra khang an mắt vẫn đăm đăm về phía tấm bia phía trước tay thì liên thoáng thay đạn thay xong anh ta lập tức ném cho cô ta cô ta phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng và bắt đầu tạo thế tiếng súng vẫn giòn dã vang lên nhưng lần này lại rất liên tục và nối tiếp nhau công chí nghe thấy tiếng súng thì quay sang hỏi xuân kha xem thử đang có chuyện gì xuân kha chăm chú đọc sách hờ hững đại ca đang giáo huấn đàn em thôi ồ là ai vinh dự thế cơ chứ qua rất lâu rất lâu tốn không biết bao nhiêu viên đạn mà anh ta vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi bích tâm có chút mỏi mệt ngắn ngầm trong tấm bia bị bắn đến nát bếp rồi đại ca em mệt trên chiến trường không có thời giờ cho cô nghỉ ngơi đâu đại ca anh trách em chuyện của chị dâu sao anh ta không vội trả lời mà rời ánh mắt sang tên đàn em đứng cách đó không xa tên đàn em hiểu ý vào thay tấm bia khác mới sau đó ôm tấm bia cũ bỏ đi mất hút anh ta lại nhàn nhã thay đạn lại tiếp tục nhắm và bắn bích tâm dĩ nhiên không dám trái ý tiếp tục nhắm và bắn do mỏi nên lúc nhắm tay cô ta run lên một chút thế là bắn không trúng vào hồng tâm anh ta nhìn kỹ vị trí ngoài hồng tâm một chút kia rồi lạnh nhạt cô là phụ nữ đáng lẽ tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào cô như thế nghe đến đây bích tâm trợn tròn mắt lập tức quỳ xuống nhận lỗi đại ca nhẹ tay em đã dặn chị dâu ngồi yên đợi em nhưng chị dâu lại tự ý bỏ đi lời em nói chính là sự thật tôi biết tôi biết ranh giới giữa trắng và đen thật ra rất mong manh như sống và chết cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc thôi hai tay cô ta cuộn lại thành nắm đấm một giọt mồ hôi dài chảy xuống từ thái dương bây giờ tôi mới biết chị tứ lại thích thử thách đồng đội như thế đi xin nước, nhưng lại cố tình sang trại khác xa hơn để xin. Trong khi cô không ngu tới nỗi chỉ cần rẽ sang 50 mét nữa thì cũng có loại nước tương tự. Bích tâm nín bật, còn tiếng súng thì vang lên thưa thớt dần. Anh ta lên nòng sẵn một viên đạn, đột ngột chuyển hướng bắn sang phía đầu cô ta. Cô ta giấu đi vẻ hoảng hốt, tuy nhiên tay đã run cầm cập lên rồi. Anh ta nhắm thẳng vào vị trí hiểm nhất trên cơ thể, chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi là cô ta đi đời. Thế nào, Sợ sao? Đại ca đang lấy việc riêng xử lý việc chung. Thế nào là việc riêng và thế nào là chung? Vì em làm chị dâu ngất xỉu nên anh sẵn sàng trừng phạt một người bán mạng cho anh gần 8 năm. Anh vốn không xem em là đồng đội. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, danh dự của em sẽ mất hết. Khá thuyết phục. Nhưng nếu tôi cố tình xem đấy là việc chung hết thì sao? Chỉ do một cô gái mà anh mất đi hình tượng trong mắt tất cả mọi người anh ta nhếch nhẹ môi nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình tay vẫn giữ họng súng hướng về đầu cô gái hình tượng nó giúp tôi sinh con thì tôi giữ đại ca ở đây không tồn tại việc chung và việc riêng cô ấy là đồng đội mới của tổ chức đáng nhẽ phải được hướng dẫn bằng nhiệt huyết và tận tình nhưng cô lại lạm dụng chức quyền mình có để đối xử với đồng đội đây chính là vi phạm quy tắc của tổ chức tôi thân được các cô cậu gọi một tiếng là đại ca há lại không thể xử phạt các cô cậu theo quy tắc sao? Bích Tâm nghiến răng cót kết, không thể phản bác lại lời của anh ta. Khang An hững hở thu lại súng, hàn khí toát ra lấn át hơi lạnh gió biển. Nhớ cho kỹ, cô là chị tứ của tổ chức, nhưng cô ấy mới là vợ tôi. Địa vị của cô trong mắt tôi, vĩnh viễn không bằng cô ấy. Khang An thu lại súng, vứt nó xuống đất ngay cạnh chỗ Bích Tâm đang quỷ. Bích Tâm nghiến răng nhìn khẩu súng sắc lạnh, hai bàn tay nắm lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh anh ta bỏ đi được vài bước thì nghe tiếng cô ta ấm ức em không phục anh ta ngó lơ thái độ đó đi mất dạng buổi chiều cùng ngày anh ta lên thuyền chuẩn bị vào đất liền một số người đứng sẵn ngoài bãi cát nhìn thấy anh ta bước ra liền cúi đầu thấp cung kính xuân kha nhìn anh ta đi về phía mình sóng áo khoác trên vai hững hờ bị gió tạt anh ta đến trước mặt xuân kha giọng tuy nhỏ nhưng đầy hàn khí chú trông chừng anh em cho tốt. Xuân Kha gật nhẹ đầu, sau cùng cũng cúi chào anh ta, nhìn chiếc thuyền nhỏ rẽ lối trên mặt nước. Cậu ta làm sao không hiểu ý của anh ta chứ? Xuân Kha xoay lưng, đi nhanh qua vài lối mòn thì bắt gặp Bích Tâm đang trở ra, vẻ mặt ủ rũ kia vô tình bị cậu ta bắt trọn. Bích Tâm vội vàng hiện lên nét mặt lạnh lùng tĩnh lặng lướt qua người cậu ta. Đừng để 8 năm bán mạng của cô trở thành công cốc. Cả hai dừng bước, lưng đối diện nhau, bích tâm hít sâu một hơi gió biển giọng không chút biểu cảm dù sao thì sự tín nhiệm của tôi dành cho anh an cũng đã tụt dốc rồi đại ca không cần sự tín nhiệm anh ta cần lòng trung thành cô nàng nhún nhẹ vai không muốn trả lời xuân kha đưa mắt nhìn lên bầu trời cao phút lầm bầm việc làm của cô ngày hôm đó không hề xuất phát từ lý trí bích tâm sải bước chân dài bỏ đi xuân kha cũng hướng về lối mòn phía trước không xuất phát từ lý trí vậy thì xuất phát từ đâu đây rõ ràng cô ta đã không ưa gì cô gái họ hổ đó cô ta thật sự không cam tâm còn nhớ 8 năm về trước để được vào trong tổ chức này cô ta đã gần như bỏ mạng cái tổ chức này chỉ có bạo lực nên ít ra nó chỉ hợp với đàn ông không biết khang an nghĩ gì khi biết cô gái muốn tham gia vào tổ chức nhưng mãi tới tận một năm sau cô mới biết mặt anh ta lúc đó anh ta chỉ mới hai mươi mấy tuổi đời Thế nhưng cái khoảnh khắc anh ta bình tĩnh chỉ huy anh em trên mặt trận đẫm máu đã khắc sâu vào tâm trí của cô. Bích tâm mê mệt sự lạnh lùng đến giận người đó. Từng câu ra lệnh uy nghiêm, từng động tác nhắm bắn thành thạo, từng đợt xuất quân đầy oai hùng. Tất cả của Khang An đều biến thành hình ảnh khiến cô ta cố gắng. Cố gắng một chút để được gần anh ta thêm một chút. Hy sinh một chút cũng chỉ để gần anh ta thêm một chút. Cố gắng nhiều đến như thế, suýt rơi vào tay của tử thần bao nhiêu lần như thế, Cuối cùng sau 5 năm, cô ta cũng chỉ có được cái danh trị tứ. Được cùng anh ta bàn bạc bao nhiêu công việc, cùng anh ta trải qua bao nhiêu hiểm nguy, Bích Tâm cảm thấy đó chính là niềm hạnh phúc còn lại duy nhất trong cuộc đời. Và rồi cô gái họ hồ đó xuất hiện. Dễ dàng làm sao? Cô gái đó chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, không cần khổ sở như cô ta cũng có được vị trí rất tốt, thậm chí còn cao hơn cô ta nữa. Khang An còn vì cô gái đó mà uy hiếp Bích Tâm này, khẳng định cô ta vĩnh viễn không bằng cô gái đó. Vậy thì cô ta nên bằng lòng sao? Nghiến răng nhìn 8 năm ngập tràn lệ máu hóa thành hư vô sao? Không, không đời nào. Bích Tâm không phục, Bích Tâm không cam tâm. Trong lúc đó khi trời bắt đầu sẩm tối, Khang An về đến nhà. Ngay khi nhìn thấy anh ta, cô đã quên mất mình đang mang thai mà bổ nhào vào lòng anh ta. Anh ta yêu chiều cô, ôm cô vào lòng cúi xuống hôn cô một cái thật sâu rồi thì thào. Nhà còn thức ăn không? Anh đói. Bàn nãy em chán quá nên ngồi ăn vụng hết mất rồi, để em đi nấu cho anh. Không không, anh không đói nữa. Anh ta mau lẹ kéo cô lại vào lòng, bàn tay to lớn xoa vào bụng chưa nhô lên kia. Tiểu tử trong này ham ăn quá. Cô phỉ cười đánh vào ngực anh ta một cái, anh ta lập tức dựng hết da gà vì bị đánh vào vết thương. Trúc làm hút hoảng nhìn khuôn mặt tái xanh của anh ta lắp bắp em em xin lỗi em quên mất chỗ này em quên mất chồng em mạnh mẽ thế nào sao anh ta đột nhiên bế thóc cô lên làm cô phải vội ôm lấy cổ anh ta khang an bế cô vào trong phòng ngủ cẩn thận đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô gối đầu lên cánh tay anh ta khoảng cách thân mật tới nỗi hơi thở anh ta phả ra lập tức hòa vào hơi thở của cô anh ta đưa tay lên chạm nhẹ lên mũi cô một cái ra vẻ suy tư để xem nào em vừa ăn trái cây xong đúng không anh anh ta cúi xuống hôn chụt vào môi cô một cái lại ra vẻ ừ hình như là dâu tây anh ta lại tiếp tục cúi xuống hôn cô cái nữa suy diễn không là strawberry mới đúng cô đen mặt để anh ta hôn mình thêm cái nữa nghe anh ta lẩm bẩm cơ mà vẫn ngửi thấy mùi dâu tây nhỉ chắc anh phải khám kỹ hơn mới được thế dâu tây và strawberry là mấy với em là một nhưng với anh thì là hai Vì anh cố tình làm thế để được hôn em đúng không? Cho đến khi cô mở mắt tỉnh dậy Đã là quá khuya Nhìn sang thấy anh vẫn đang ngủ say Cô nhòi người đến hôn anh ta một cái Rồi rời khỏi giường Có lẽ từ giờ tới sáng cô không thể ngủ được nữa Trúc làm tự pha cho mình một ly sữa Rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi Mở âm lượng tivi đến nhỏ nhất có thể Cô thẫn thờ vừa thổi nguội sữa Vừa xem phim cổ trang Từ đầu đến cuối ta vẫn luôn bạc đãi nàng oán hận nàng ta từng thề thả chết cũng không tin nàng nửa lời vậy giờ nàng còn muốn vì ta uống chén rượu độc này chứ chàng vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là yêu ta yêu chàng là thật vậy nên những việc ta làm cũng đều là chân thật ta vốn sống trên đời cũng không còn lại gì còn chàng là bậc quân vương còn cả thiên hạ thay chàng thế một mạng âu cũng chỉ là điều nên làm của một kẻ hầu hạ không nàng không phải là kẻ hầu hạ nàng là thê tử của ta là thê tử của cách vương này được chẳng gọi một tiếng thê tử ta mãn nguyện rồi nhìn nụ cười chắt đắng của cô nương trong phim đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt khốn nạn thật yêu là cái quái gì mà lúc thì hạnh phúc đến ngọt ngào lúc thì đau khổ đến cùng cực lúc cô nương trong phim dần dần nhắm mắt đột nhiên tivi chuyển sang kênh khác cô hốt hoảng quay lưng lui sau Phát hiện Khang An đứng dựa vào thành ghế từ lúc nào, anh ta ngán ngẩm cầm cái điều khiển nhấn loạn xạ. "Con giống anh, không thích xem phim tình cảm sớt mướt đâu." Cô đưa tay quẹt đi mí mắt trách yêu. "Chưa gì đã khẳng định con giống mình rồi. Em đấy, nửa đêm không ngủ bỏ ra đây ngồi xem phim rồi khóc lóc, mấy cái phim đấy có gì hay mà xem?" Anh ta nhanh chóng ngồi xuống sofa, vòng tay lớn ôm trọn lấy cô, cô nghiêng đầu dựa vào lồng ngực anh ta thì thầm, Em làm cho anh thức giấc sao? Không, trở mình thấy bên cạnh trống trống, tưởng em bị bắt cóc nên tỉnh dậy mà. Cô trọt vào ngực anh ta một cái, anh ta giả vờ rên đau nhưng cô không thèm để ý. Khang An thấy ly sữa trên bàn liền giúp cô thổi nguội, sau đó cưng chiều nhìn cô uống một hơi cạn. Giờ em có thể đi ngủ chưa? Không, em không ngủ nữa đâu. Anh từ ngoài đảo về chắc còn mệt, hay là đi ngủ đi ha? Anh ta lắc nhẹ đầu, thông thả giữa lưng vào ghế êm. Không, anh thức cùng em. Không biết thời gian trôi qua như thế nào, nhưng mỗi giây mỗi phút ở bên anh ta, cô đều không cảm thấy vô vị. Vòng tay của anh ta rất ấm, điều đó khiến trái tim của cô trở nên loạn nhịp. Trúc Lam nhắm hở đôi mắt yêu tư hỏi khẽ. An, tại sao lúc đó anh lại nhảy ra đỡ cho em một phát đạn? Một tiếng An làm tâm tư của anh ta dối bời. Ngoại trừ ba mẹ và đứa em gái xấu xố ra, cho đến nay chưa một ai gọi anh ta thân mật như thế cả. Rất chậm rãi, anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc có chút rối của cô, Khang An suy nghĩ một hồi, sau đó thì thào vài chữ. "Vì yêu." Cô gần như ngừng thở khi nghe thấy hai chữ kia thốt ra từ miệng của anh. Anh ta vẫn trầm trầm cất giọng, trong giọng nói đầy áp sự chân thành. "Con người anh thật sự khô khan, anh không biết nên làm gì để em vui cả, nhưng nếu có kẻ nào đó dám làm hại em," anh sẵn sàng giết chết kẻ đó anh cũng chẳng biết nói lời đường mật nhưng mỗi khi em gặp nguy hiểm anh sẽ lập tức tìm cách giải thoát cho em anh không biết mình sẽ sống tới lúc nào chỉ là nếu còn thở thì anh vẫn còn trách nhiệm bảo vệ em tới cùng anh ta dừng lại đôi chút nhiệt độ ngoài trời có vẻ thấp dần năm đó tuyết rơi rất dày và lạnh nhưng có lẽ vĩnh viễn không lạnh bằng cái câu mẹ anh đã chết anh nghe đồng đội của ba kể rằng ông ấy đã khóc khi nhận được tin đó một người như ba anh đã quỳ xuống trước cửa phòng mổ khóc đến tỉ tê ba anh đã có một thời gian suy sụp dù vậy ông ấy vẫn nhanh chóng vượt qua nỗi đau và tiếp tục cuộc sống cho đến khi mất vì bệnh tật ông ấy vẫn canh cánh trong lòng sự đau khổ khi đánh mất tình yêu quá sớm ông hận bản thân không bên cạnh bà nhiều hơn một chút yêu bà ấy nhiều hơn một chút vậy nên cho tới lúc chết anh sẽ bên em yêu em bảo vệ em bằng cả sinh mạng này Ít nhất là cho tới cuối cùng, anh cũng không phải ôm hối hận như ba." Cô ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy một màn sương lấp lánh nơi đáy mắt của anh ta. Cô vòng tay qua cổ anh ta, thu lại khoảng cách giữa hai người. "Em cũng thế, em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để có thể bên anh." Cả hai nhắm mắt, cùng trao nhau một nụ hôn say đắm. Bể tình ái này, có lẽ họ đã không thể nào thoát ra rồi. Khang an siết chặt tay, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc đợi anh sắp xếp công việc ở tổ chức sau đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới đúng vậy anh muốn cho cả thế giới này thấy rằng anh và em hoàn toàn xứng đáng với nhau hoàn toàn thuộc về nhau anh hay em mỗi người trong chúng ta đều mang một con tim cháy bỏng để dành cho đối phương vậy nên em hãy chờ anh được không cô nhìn sâu vào mắt anh ta mỉm cười ngọt ngào được bao nhiêu lâu em cũng chờ Cả hai lại say sưa triển miên, cùng nhau chìm đắm trong sự khoái lạc đầy mỹ vị của nhân gian. Gió đêm quần quật thổi qua từng tán cây, mây đen bắt đầu dâng lối, che đi ánh trăng tỏa sáng huyền dịu Ánh trăng rất đẹp, đẹp trong cô đơn, ánh trăng rất sáng, sáng trong cô độc. Vài cây lá khô bị cuốn theo gió bay, bay phất phơ giữa màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo đơn côi, câm lặng và sợ hãi. Một dãy gần 40 căn nhà đột nhiên bị cháy, có vẻ đêm qua tổ chức có chuột lẻn vào. Anh ta cau mày, nắm chắc cái điện thoại nghe Xuân Kha nói. Anh ta trở nên lạnh lùng và có chút cáu gắt gần giọng. Mỗi căn nhà đều cách nhau tầm vài mét. Lúc xây dựng đã tính đến chuyện khoảng cách để không bị lan rộng khi có cháy. Bây giờ lại cháy một lúc 40 căn là ý gì đây? Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Khang An đưa tay bóp nhẹ mi tâm thở hắt. Sắp xếp mọi chuyện ở đó đi. Tôi sẽ ra đảo ngay. Anh ta cúp máy, lập tức đứng dậy vô lấy cái áo khoác lên người. Bước ra khỏi cửa, anh ta lại vòng vào trong để hôn lên chán cô một cái rồi bỏ đi. Cô lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết việc anh ta đã đi mất. Hơn một tiếng sau, anh ta có mặt ở hòn đảo. Xuân Kha đã đứng ở đó chờ sẵn cùng với một vài đàn em khác. Anh ta thậm chí còn không nhìn mặt cậu ta, rất nhanh cất bước đến nơi lan ra một màn khói đen kịt trời. Đống đổ nát trước mắt làm anh ta sững người lại, chỉ còn cho đen, hơi nóng và bụi bay mù mịt. Mấy chục con người nháo nhào nãy giờ, thấy anh ta cũng lập tức câm miệng. Bích Tâm từ từ tiến bước đến bên anh ta thì thào. Có 39 căn nhà bị cháy tất cả, thiêu dụi một số vũ khí cùng cơ sở vật chất. Anh ta trầm ngâm, trong đôi mắt lóe lên tia thuốc súng. Công trí cũng từ đâu xuất hiện trong bộ dạng lấm lem mệt mỏi thở hồng hộc. Lạ thật, vụ cháy diễn ra bất ngờ như thế mà lại không có ai bị thương hay mắc kẹt cả giống như là mọi người đều đột nhiên biến mất không dấu vết vậy lúc xảy ra cháy các chú ở đâu xuân kha tra hỏi một tên đàn em gần đó tên đàn em thành thật khai báo vẫn còn đang sợ trước sự im lặng của đại ca lão nhị không nhớ hôm qua là ngày đổi ca sao các anh em khác đều ra bờ để chờ thuyền đến chờ vào đất liền khang an không nói bất cứ một lời nào lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu để không gây sự chú ý các anh em trên đảo sẽ thực hiện việc đổi ca vào lúc nửa đêm những người đến lượt thì sẽ lên thuyền rồi trở ra đảo, còn những người trên đảo thì lên thuyền rồi được trở vào bờ. Việc này được diễn ra một cách bí mật, nếu không phải là người trong tổ chức thì nhất định sẽ không biết, hoặc nếu tin này bị lộ ra ngoài thật thì chắc chắn có kẻ đã cố tình làm chuyện đó. Trường hợp cuối cùng có thể xảy ra chính là chính tay một kẻ trong tổ chức đã châm ngòi đốt lửa. Ba người theo tôi. Anh ta khẽ khẳng lên tiếng, Ba người được gọi nhìn nhau rồi bước theo chân của anh ta. Tề tiệu dưới tòa nhà chính, anh ta đôi mắt lạnh nhạt quét qua cả ba người. Đêm qua, ai giám sát chuyện đổi ca? Là em. Công chí lên tiếng, ánh mắt của anh ta dần chuyển sang hai kẻ còn lại, giọng chứa đầy nộ khí. Dãy nhà bị cháy thuộc khu vực do Xuân Kha quản lý. Có vẻ như nhà của chú cũng cháy rồi. Chú thật sự không biết bên ngoài xảy ra thứ gì sao? Em nghe tiếng lửa nổ bên tai vào lúc 1 giờ sáng. Đến khi em chạy ra thì mọi thứ đã bị bén lửa rồi. Chú đi ngủ vào lúc mấy giờ? Chính xác là 12 giờ 46 phút. Anh ta nhìn người còn lại, bích tâm lúc này lập tức lên tiếng. Em ở cách xa khu vực bị cháy nhất, nên khi nghe được tiếng ồn thì mọi chuyện đã rồi. Còn em thì đang đếm số lượng người lên xuống thuyền, thì nghe tiếng một chú nào đó la thất thanh. Tất cả tá hỏa phát hiện có một góc rừng sáng màu lửa nên chạy vào, Phát hiện có cháy Nên em cùng với anh em đã cùng nhau dập lửa Nhưng ngọn lửa lan quá nhanh Nên tụi em dập không kịp Anh ta đưa tay chống lên chán Nhắm hở đôi mắt sâu huyền bí Theo như lời kể của cả ba người này Thì ngọn lửa có vẻ cháy thật sự rất nhanh Nhưng để lửa lan ra Và bốc cháy gần 40 căn nhà Thì không thể chỉ cần chừng ấy thời gian được Trừ khi Có tác nhân giúp ngọn lửa lan nhanh hơn Chính xác hơn là có kẻ nào đó đã dưới dầu hỏa xăng vào những căn nhà trước khi đốt. Trong khi đó, ở một căn nhà sang trọng nào đó, có một người đàn ông đứng tuổi đang trợn mắt nhìn số tiền nơi tấm chi phiếu. Kẻ đối diện ngồi trên ghế sang trọng khẽ hắt hàm. Từng ấy đủ chưa? Đủ, quá đủ rồi. Kẻ ngồi trên ghế đó dùng ánh mắt dâm tà nhìn tấm ảnh trên tay tặc lưỡi. Tiếc quá, nếu con gái ông mà còn trinh, thì cái giá chắc phải gấp đôi nhưng nó vẫn đẹp mà cái dáng vẻ thấy tiền như thấy mạng sống của hồ minh làm kẻ ngồi trên ghế vô cùng khinh bỉ nếu con gái ông mà biết mình có một người cha như này chắc hẳn sẽ tuyệt vọng lắm hồ minh người đàn ông từng sẵn sàng bán con gái của mình đi xua tay có con để làm gì chứ không phải để kiếm lời cho bản thân sao người đầu tiên sở hữu con gái ông là ai vậy hồ minh đào mắt một vòng lo sợ nếu nói ba chữ Nguyễn Khang An ra thì sẽ mất mối làm ăn thế là ông ta lấp liếm thì cái thằng công tử đào hoa nào đó ấy mà bây giờ chơi chán rồi thằng đó để con bé sống ở một căn nhà nhỏ ngoài rìa thành phố theo chỉ dẫn của Hồ Minh đám người nhanh chóng kéo đến trước mặt nhà cô kẻ mua người đó quan sát căn nhà một lượt nụ cười đầy bì ổi nếu tôi chơi con gái ông ngay tại căn nhà này thì sao ông cứ việc tôi chỉ cần tiền là đủ rồi Hổ Minh xoay lưng bỏ đi, tấm chi phiếu trên tay làm hai mắt Hổ Minh hoa cả lên. Còn kẻ mua người kia bảo đàn em đứng canh cửa trước nhà, còn mình thì nhanh lẹ mở cửa nhà ra. Bước vào trong, ông ta bắt gặp người con gái đang ngủ ở trên ghế sofa. Cô gái trong bộ dạng sộc sạch càng làm cho ham muốn chiếm đoạt của ông ta tăng cao. Ông ta đến bên sofa, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu chạm nhẹ vào gương mặt của cô liếm nhẹ môi. Con bé này ngon thật, chắc phải cho nó làm vỡ lẽ của mình để xài cho sướng thân lão hồ đó dám bán con gái cho mình thì cũng dám bán cho người khác cứ chơi chán chê con bé trước sau đó vứt nó cho ai cũng được trong cơn mê ngủ cô đưa tay hất bàn tay của ông ta ra lèm bèm chúc lam giật mình mở mắt bị người đàn ông đứng tuổi đối diện làm cho hoảng loạn cô phát hiện cổ áo mình bị cởi nút nên lập tức đưa tay che lại và la lớn ông là ai sao ông dám đột nhập vào nhà tôi anh dĩ nhiên là muốn chơi em rồi. Nào nào, ngoan ngoãn phục vụ anh đi. Cô kinh hãi tột độ, vội vàng vung tay lên tắt mạnh vào mặt ông ta một cái. Nhân lúc ông ta đang còn đau đớn ôm mặt, cô nhanh chóng vùng dậy chạy ra cửa. Cô có đẩy cửa mạnh thế nào cánh cửa cũng không nhúc nhích. Ông ta đứng dậy liếm nhẹ môi. Người của tao đang ở bên ngoài, mày có mà chạy đằng trời. Cô dựa vào cửa, trợn trừng mắt nhìn ông ta càng lúc càng đến gần mình hai tay trúc lam run rẩy bị dấu nhiệm sau lưng cô tỏ ra lạnh lùng để hù dọa đối phương nếu ông dám làm gì tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu hả không làm gì sao nếu không phải mày còn đẹp thì tao trả thèm văng tiền cho ba mày đâu cô cắn hụt một cái đầu lưỡi lập tức chảy máu câu vừa rồi còn văng vẳng bên tai cô khiến cô dường như không dám tin vào thế giới này nữa hóa ra người cha khốn nạn đó lại ngựa quen đường cũ bán cô đi một lần nữa sao hổ dữ không ăn thịt con còn ông ta thậm chí đã bán cô đến những ba lần trong mắt người cha đó cô là gì một vật dụng để mua đi bán lại sao vậy nên cứ ngoan ngoãn phục vụ tao cho tốt tao không những không trách mày chuyện đánh tao mà còn cho mày làm vợ lẽ nữa khoảng cách chỉ còn hai bước chân cô hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách một lượt ngay khi ông ta vồ tới cô lập tức né sang một bên rồi chạy vào phòng ngủ ông ta chậm rãi đến trước căn phòng đập đập cánh cửa đã bị khóa chặt cô ở trong này lục tung cả tủ đồ cố tìm một thứ gì đó để có thể phòng thân càng nghĩ nước mắt cô lại càng trào ra bất lực nuốt hết máu tanh trong miệng khốn nạn sao cô có thể có một người cha khốn nạn như vậy chứ người cô gọi là cha đó có thể làm ra loại chuyện cực kỳ kinh tởm này ông ta sẵn sàng bán con gái để lấy tiền mua vui cho bản thân hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn Bên ngoài, tên mua người vẫn liên tục đập mạnh vào cửa, khiến chốt khóa lỏng dần. Cô tìm kiếm mọi nơi có thể tìm, đầu lưỡi vẫn liên tục chảy máu. Lúc cánh cửa bật ra, cũng là lúc cô tìm thấy được một con dao cắt giấy sắc nhọn. Chúc làm dí con dao về hướng người đàn ông trung niên trước mặt, giọng đầy hàn khí. "Tôi nói lại một lần nữa, nếu ông còn chạm vào người tôi, tôi nhất định tự tay đâm chết ông." Tên mua người thấy con dao thì quả nhiên có chút sợ hãi, tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ thái độ lăm le lấn tới cô lùi dần về phía sau đến khi không thể lùi được nữa mới buộc phải làm liều nếu tên đó quả thật làm chuyện bất chấp thì cô cũng sẽ bất chấp theo cô không thể để tên dơ bẩn đó khiến cho bản thân không còn trong sạch được vậy thì giết tao đi sau câu nói kia ông ta lập tức lao tới chụp lấy cô cô hoảng loạn phản xạ con dao cua lung tung trong không khí không ngờ con dao chạy một đường dài trên cánh tay ông ta cô nhân lúc này vội bỏ chạy ra ngoài ông ta điên tiết xoay người chụp được cánh tay cô thổ bạo kéo ngược cô lui sau không may phía đó có cái bàn gỗ bụng cô va vào cạnh bàn đó cô dần dần gục xuống nằm dài trên sàn nhà ông ta từ từ tiến tới bên cạnh cô đột nhiên đôi mắt dâm tà dần chuyển sang hoảng sợ phải giây sau thì sững sờ ông ta lập tức ôm cánh tay đầy máu chạy ra ngoài bỏ lại một mình cô với căn phòng toàn huyết tanh cô yếu ớt đưa tay rở lên bụng mơ hồ thấy dưới chân mình chảy một dòng chất lỏng ấm chúc làm khép hở đôi mi giọt lệ nóng hổi tràn ra trước khi chìm vào bóng đêm cô quạnh cô chỉ biết thó thế vài chữ gọi tên một người khang an trong lúc đó ở ngoài đảo khang an đang ngồi trong phòng của mình nhìn qua nhìn lại bản đồ hòn đảo này anh ta mệt mỏi đưa tay vò đầu hơi thở trở nên nặng nề bây giờ anh ta có nhiều việc phải làm quá lại nhớ đến cô gái nào đó đang ở nhà chờ mình, anh ta bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, Khang An kéo hộp tủ gần đó ra, lấy ra một hộp nhẫn màu đen sang trọng. Anh ta đã ấp ủ chiếc nhẫn này từ khá lâu rồi, bây giờ chỉ cần tới lúc là đeo nó vào tay cô thôi. Anh ta đưa chiếc nhẫn lại gần, đặt một nụ hôn ấm áp lên đó, trong đáy mắt anh ta lúc này chỉ còn lại yêu thương và hạnh phúc, thốt lên vài chữ xuất phát từ tận đáy lòng. Làm, cố đợi anh thêm một chút nữa thôi anh nhất định sẽ cho em danh phận rõ ràng anh sẽ cho em một hôn lễ mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn trong hôn lễ anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em hổ trúc lam trong tim anh em vĩnh viễn là người mà anh tôn thờ vĩnh viễn là người con gái duy nhất mà anh yêu vậy nên hãy tin và chờ anh anh nói yêu em được thì nhất định sẽ cưới em được mau lên trong này có người ngất xỉu này một người phụ nữ vội vàng la lớn để thu hút sự chú ý của những người đi đường sau đó người phụ nữ cùng với vài người nữa bước vào trong phòng ngủ ai nấy kinh hãi nhìn máu mê đầy giữa sàn nhà bên cạnh còn có một cô gái đã bất tỉnh với cơ thể cũng đầy máu có người lập tức gọi xe cứu thương còn chàng thanh niên khỏe nhất lại gần bế thóc trúc lam lên bước nhanh ra ngoài căn phòng này khá khuất sao cô phát hiện ra cô gái này ngất xỉu chứ lúc đó tôi đi ngang qua trước nhà cô gái này bất chợt bắt gặp một đám người toàn đàn ông bỏ chạy rất gấp gáp, người của tên chạy đầu tiên còn dính máu nữa, tôi cảm thấy không an tâm nên tiến vào nhà xem thử, không ngờ lần theo dấu máu thì thấy cô gái này. Cảnh sát đang tiến hành điều tra xét người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra cô, còn cô lúc này đã được chuyển vào phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Trong điện thoại có lưu số của người tên Khang An, chúng ta thử liên lạc với người này xem sao. Khang An? Cái gì? Cậu vừa nói trong điện thoại này có lưu số của Khang An? đúng vậy, bà chữ đó rõ ràng ở trên màn hình điện thoại. viên cảnh sát trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, hai tay run rẩy trong thoáng chốc. nạn nhân của vụ hôm nay lại dính dáng đến khang an sao? cả giới cảnh sát không ai là không biết đến người đàn ông này. anh ta là đồng minh với cảnh sát, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm hỗ trợ bọn họ lần ra đầu mối của nick. viên cảnh sát đưa tay vỗ vai người đồng nghiệp mới vào nghề kia gật nhẹ đầu. mau lên, lập tức liên lạc với anh ta. Trong lúc đó ở ngoài đảo, Khang An đang bàn bạc vài vấn đề với Xuân Kha thì thấy điện thoại trên bàn rung lên, một chữ phở hiện lên trên màn hình, anh ta tạm dừng công việc để bắt máy, những tưởng cô ngủ dậy không thấy anh ta nên lo lắng thật không ngờ. "Xin chào, anh là Khang An đúng không?" "Cậu là ai? Tôi là Nguyễn Huy, cảnh sát của cục điều tra số 1 thành phố X, làm bị tấn công tại nhà riêng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện S." phiền anh mau đến bệnh viện để chúng tôi có thể xác nhận toàn bộ mọi chuyện tấn công anh ta thốt lên một cách bất ngờ còn đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh viên cảnh sát nói thêm vài lời rồi cúc máy anh ta cũng không nhiều lời lập tức vơ lấy cái áo khoác rồi bỏ chạy ra ngoài xuân kha vội vã đuổi theo anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra khang an mang dáng vẻ hớt hải và đầy lo âu nhất từ trước tới nay chạy đi trước gấp gáp gọi người đến khởi động thuyền chúc làm xảy ra chuyện rồi tôi phải đến bệnh viện tìm cô ấy xuân kha im lặng không nói gì lặng lẽ nhìn chiếc thuyền rẽ lối rất nhanh trên mặt nước đại ca đã quên mất chuyện tổ chức đang có tình trạng gì hoặc là tổ chức này không còn quan trọng bằng mạng sống của cô gái họ hồ đó nữa khang an chạy hết tốc lực trên hành lang dài đến nơi mà trúc lam đang được cấp cứu cảnh sát nhìn thấy anh ta liền đưa tay lên trán thực hiện động tác chào hỏi chỉ là chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta túm lấy cổ áo nói cô ấy bị gì Cô ấy bị như thế nào? Tại sao Trúc Lam lại bị tấn công? Anh ta như con sói mất hết kiểm chế, bộ dạng hung dữ không thể kiểm soát được chính mình, viên cảnh sát dứt khoát đẩy anh ta ra giọng nghiêm chỉnh. Theo suy luận ban đầu, thì Lam bị tấn công vì cổ áo của cô ấy bị cởi ra hai cúc. Tấn tấn công tình dục. Anh ta dường như không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, đôi bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy đầu, anh ta không thể bình tĩnh được nữa, chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô bị tấn công tình dục sao? Vợ của anh ta mà lại gặp phải loại chuyện này sao?" Anh ta nghiến răng vung tay vào tường, trên ngón tay bắt đầu ứa máu. Khốn nạn, anh ta đã quá lơ là khi không cho người bảo vệ cô. Anh ta đã quên mất rằng cô cũng chỉ là một cô gái." Viên cảnh sát nhìn bức tường nơi anh ta đấm có dính chút máu tươi liền dùng mình một cái. Anh ta quay mắt sang nhìn người phụ nữ đứng ở gần đó giọng lạnh dã. "Cô có thấy rõ người chạy ra khỏi nhà tôi trông như thế nào không?" đối diện với thái độ của anh ta người phụ nữ có chút sợ sệt à thì đó là một tên khá béo và lùn trên tay phải của ông ta hình như bị rạch một đường dài nên chảy máu rất nhiều tôi chỉ nhớ được chừng đó thôi cảnh sát các anh có thể tìm ra kẻ đứng sau chuyện này chỉ qua mấy từ đó không có thể chúng tôi đang tiến hành phác thảo lại chân dung kẻ tình nghi có thể tìm ra hai bàn tay anh ta nắm lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh anh ta thể anh ta thề sẽ băm xác gã đó ra nếu cô có mệnh hệ gì. Không, dám động vào vợ của anh, tức là đã dám động vào cái chết. Anh ta dùng danh dự của mình để thề rằng gã đó sẽ không thể sống tiếp một cách yên ổn. Khang An nhắm tịt mắt, đầu đau như búa bổ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Đầu tiên là gần 40 căn nhà trên đảo bị đốt, sau đó lại là chuyện cô bị tấn công tại nhà. Liệu đây có phải là một âm mưu Càng nghĩ anh ta càng giận dữ, lại càng ân hận vì bản thân không quan tâm đến cô hơn. Ban đầu khi quyết định đưa cô đến căn nhà ngoài rìa thành phố ở, anh ta nghĩ cô sẽ được an toàn và ít được chú ý hơn so với sắm cho cô một căn biệt thự ở thành phố. Nhưng giờ thì sao? Anh ta thậm chí còn chẳng để lại một người để bảo vệ cô. Anh ta đưa tay vỏ đầu, tóc tai rối lung tung hết cả lên. Anh ta không tin vào điều kỳ diệu, nhưng làm ơn một điều kỳ diệu nào đó hãy xảy ra vào lúc này. Cô sẽ bình an, cả mẹ và con đều bình an vô sự sau nhiều giờ đồng hồ áp lực cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra anh ta lập tức chạy tới bên cạnh bác sĩ hớt hải tôi là chồng của cô ấy bây giờ cô ấy sao rồi cô ấy không xảy ra chuyện gì hết phải không bác sĩ gật nhẹ đầu đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi may mắn cho anh là do được đưa đến bệnh viện sớm nên tính mạng của sản phụ không sao cả tuy nhiên đứa bé đã không còn nữa anh ta trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt ra thở dài. Anh phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, do bị ảnh hưởng nặng sau vụ va chạm nên sau này vợ anh không có khả năng mang thai nữa rồi. Khang An sững người lại, đôi bàn tay đang níu lấy áo bác sĩ cũng bất lực buông thõng xuống. Vài viên cảnh sát gần đó nghe xong cũng bàng hoàng mở to mắt, cảm thấy chua xót dùm cho kẻ trong cuộc. Bây giờ vợ anh vẫn đang nằm trong đó, có lẽ chốc lát nữa sẽ tỉnh lại. Nỗi đau này không phải chúng tôi không hiểu Vậy nên phiền anh hãy ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy Bác sĩ xoay lưng rời đi Để lại anh ta đứng sững như trời trồng giữa hành lang đầy ấp tiếng người Anh ta đôi đôi mắt vô hồn Cố nhìn qua tấm rèm mỏng phía trước Mơ hồ thấy được cô gái nào đó đang nằm trên giường Trong vô thức Anh ta cứng nhắc nhấc đôi chân lên Rất chậm mà tiến vào bên trong Hình ảnh cô yếu ớt nằm trên giường bệnh càng hiện rõ Anh ta đến bên cạnh giường khóe môi nở một nụ cười vừa miễn cưỡng vừa đau đớn thì thào em không sao em sẽ không sao cả anh ta thật sự không biết mình đang đứng đó nhìn cô bao lâu cái câu vợ anh không thể tự mang thai được nữa cứ liên tục tua đi tua lại như một đoạn video trong đầu anh ta cảnh sát không muốn ở lại làm phiền nên đã về hết cứ vài phút lại có người đi ngang qua trước cửa phòng tiếng bước chân hòa vào với tiếng nói tiếng gió hòa vào với tiếng chim tất cả vẫn rất đẹp như ánh nắng ngoài kia nhưng cớ sao trong này lại mang một màu xám xịt u buồn đến thế thế giới ngoài kia vẫn nhộn nhịp vẫn đầy hạnh phúc lẫn vui tươi nhưng trong một xó xỉnh trên trái đất này có một sinh linh nhỏ bé buộc phải bay lên thiên đàng cho đến khi có tiếng người vang lên bên tai anh ta mới giật mình thoát ra khỏi mộng ảnh chúc làm cứ nhắm rồi mở đôi mắt ướt át sự xuất hiện của anh ta làm cô vô cùng kinh ngạc không biết sức lực từ đâu mà ra, cô vội vàng bật dậy, ôm ngang thắt lưng của anh ta la lớn. An, cuối cùng anh cũng ở đây, em sợ lắm. Cả người anh ta cứng như khúc gỗ, anh ta thật sự rất muốn đưa tay lên ôm lấy cô, nhưng cớ sao lại không thể. Khang An dường như không thể điều khiển cơ thể được nữa, cô dụi đầu vào bụng anh ta một lát, rồi sực nhớ ra điều gì đó, nên mới chuyển hướng sang ôm lấy bụng mình. Còn vẫn an toàn phải không An? anh ta thậm chí còn không thể mở miệng trả lời cô dùng những thứ ngôn từ đẹp nhất để an ủi chính bản thân cười nhẹ anh đừng sợ hãi thế chứ con và em chẳng phải vẫn mạnh khỏe sao đối diện với nụ cười của cô lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy anh ta không muốn phá vỡ đi nụ cười đó nhưng cũng không thể giấu cô cả đời được anh ta nên làm gì đây cô không phải là một cuộc chiến anh ta không thể lạnh nhạt buông một câu ra lệnh rồi thôi được cô bây giờ đã là một người mẹ một người mẹ không thể nào tự làm mẹ được nữa bộ dạng bất động của anh ta làm cô có chút lo lắng cô đưa bàn tay mảnh rẻ lên nắm lấy tay của anh ta cảm nhận được sự lạnh giá qua từng đầu ngón tay anh sao vậy anh không khỏe sao sự ấm áp nơi bàn tay cô như một liều thuốc làm anh ta lại có ý thức khang an thở mạnh một hơi ngồi xuống bên cạnh cô rồi đan mười đầu ngón tay và mười ngón tay của cô làm em vẫn ổn đúng vậy em không sao cả nhưng con con thì sao à anh con anh ta ấp úng không nói hết câu khiến cô có chút bực bội cô rút tay ra khỏi tay anh ta đánh vào cổ anh ta một cái rốt cuộc là con thế nào con của mình mất rồi đã mất rồi cô khẽ nhắc lại một chữ mắt đột nhiên cười như kẻ điên anh trêu em đúng không rõ ràng em còn cảm nhận được con đang còn ở trong bụng mình trêu như thế không vui đâu trêu như thế thật sự không vui đâu cô tuy cười nhưng nước mắt đã bắt đầu trào ra anh lập tức giang vòng tay ôm lấy cô vào lòng để cô tựa lên vai mình không sao hết em chẳng phải vẫn còn sống sao nhưng con mất rồi em để mất con rồi cô gào lên khóc nức nở nước mắt đua nhau chảy xuống khuôn mặt tiểu tụy anh ta cảm thấy đau đến xé gan xé ruột mắt cũng cay dần em đừng khóc sau này chúng ta lại cùng nhau sinh đứa khác anh ta không còn cách nào khác anh ta phải tự lừa dối chính bản thân để có thể lừa cô anh ta buộc phải lừa dối chính mình em vô dụng em còn không thể để con tồn tại trên đời được một tháng em là con ngốc em là con ngốc anh ta đưa tay vuốt nhẹ tóc cô đau đớn nghe tiếng khóc nghỉ non bên tai cảm giác giống như bị ngàn con dao cắm sâu vào tim vậy anh ta cũng muốn khóc anh ta cũng muốn giải thoát mọi mệt mỏi và đau đớn qua những giọt nước mắt nhưng bao nhiêu nước mắt đó đã hóa thành huyết nóng dì dần trên trái tim cằn cỗi của anh ta anh ta chỉ biết bất lực nghe cô khóc chỉ biết đối diện với sự thật đen tối phía trước tương lai sau này anh ta thật không biết chống chọi thế nào em là con ngốc là đồ vô dụng em quá yếu đuối em vô dụng lắm Em ngu ngốc lắm, em không thể bảo vệ được con nữa." Cô nghẹn ngào đứt quãng từng câu, khiến anh ta càng nhận ra sự thương tổn sâu trong lòng. Nếu bây giờ nói cho cô biết sự thật rằng sau này cô không thể tự mang thai thì sẽ thế nào đây? Không, anh ta sẽ không nói, anh ta muốn cô bình tĩnh trước. Cô khóc rất lâu, khóc đến nỗi vì quá mệt mà ngất đi. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường bệnh, anh ta mới dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô một lần nữa rồi đi ra ngoài ánh hoàng hôn ẩn khuất sau bức tường dày anh ta mệt nhoài nhích từng bước một trên hành lang đã thương người trầm mặc không những hư thai mà sau này còn không thể tự mang thai ông trời đang trêu ngươi anh sao tổ chức thì gặp chuyện gia đình thì gần như tan nát đây là những gì mà anh ta phải chịu đựng trong kiếp này sao anh ta thì mang nhiều tội đồ lắm sao khang an ngồi xuống mấy bậc cầu bất lực dựa đầu vào thành cầu thang qua từng ô cửa nhỏ trên bức tường đối diện anh thấy rõ một dải mây hồng đang dần dần nhạt nhòa đi. Hoàng hôn là một biểu hiện cho thấy kết thúc đôi khi vẫn đẹp, chỉ là người ta quên mất rằng ánh hoàng hôn rồi cũng phai nhạt, rõ ràng là vẫn tỏa ra ánh hồng rực rỡ, thế nhưng cái gọi là rực rỡ đó kéo dài trong bao lâu? Và sau đó vẫn chỉ còn lại một màu đen âm u của màn đêm chết chóc. Đúng, đó chính là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn khốc. Anh ta ngủ quên luôn bên cầu thang mãi tới khuya mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó rụi rụi mắt vài lần mới biết hóa ra là vị bác sĩ ban nãy đã cấp cứu cho cô tôi có việc cần đi xuống tầng dưới thì bắt gặp cậu vị bác sĩ ngồi xuống cạnh anh ta hỏi đã nói cho vợ cậu chuyện đó chưa anh ta lặng lẽ lắc đầu một chút ánh sáng đằng xa phản chiếu lên khuôn mặt của anh ta vị bác sĩ cau nhẹ mày giọng thấp lại cậu định giấu cô ấy cả đời sao làm phụ nữ không thể sinh con cho chồng chính là một loại thuốc độc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi. Thì sao chứ? Chẳng phải cô ấy chỉ là không thể tự mang thai sao? Y học tiến bộ như vậy, sau này chúng tôi có thể đi thụ tinh nhân tạo mà." Vị bác sĩ lắc đầu trước sự cố chấp của anh ta, đứng dậy rồi vỗ vai anh ta một cái bỏ đi mất. Khang An cũng đứng dậy, tiến nhanh về căn phòng cô đang nằm, vào trong phòng thì bắt gặp cô đã mở mắt, nhìn thấy anh ta, cô đột nhiên có chút căng thẳng lắp bắp. "Em Em đói Ở bên kia đường đối diện bệnh viện có con cháo rất ngon Anh đi mua cho em được không Được rồi Em đợi anh một lát Anh ta xoay lưng ra cửa Chưa đi được vài bước lại nghe tiếng cô gọi Nụ cười trên môi cô thật sự làm anh ta hơi nghi ngờ Trúc Lam gọi anh ta đến gần Dướn người lên Hôn thật sâu vào trán anh ta một cái Giọng nghe vô cùng xa xăm An Tạm biệt Anh ta gật nhẹ đầu rồi đi mất Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi trong đêm của anh ta nước mắt trực trào. Quán cháo cô chỉ thật ra nằm khá xa, nhưng vì cô thèm nên anh ta đi bộ đến tận đó để mua. Đến khi anh ta quay lại thì đã là nửa tiếng sau. Khang An bước vào trong phòng, thấy cô đã trùm kín chăn ngủ thì nhẹ tiến tới. Anh muốn hạ chăn xuống thấp một chút để cho cô dễ thở. Thật không ngờ sau tấm chăn đó chỉ là một cái gối dài. Túi cháo trên tay anh ta rơi xuống, anh ta hoảng loạn định chạy đi tìm cô thì bắt gặp một tờ giấy để ngay dưới gối. Anh ta run rẩy cầm tờ giấy lên, nước mắt bỗng trào ra thành dòng. Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng em đi rồi. Lúc tỉnh dậy không thấy anh nên em đã đi tìm, không ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ. Hóa ra sau này em không thể mang thai nữa. Bác sĩ kia nói đúng, phụ nữ không thể mang thai là một liều thuốc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi em biết anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi em nhưng vì chuyện này mà em không thể nào ở bên anh được nữa anh cần một đứa trẻ mang dòng máu của mình chứ không phải một người vợ vô dụng như em anh có thể mắng em yếu đuối ngu ngốc nhưng em không thể để đời anh tuyệt tử tuyệt tôn được hạnh phúc thì rất quan trọng nhưng có một dòng máu của chính mình lại còn quan trọng hơn vậy nên đừng tìm em nữa thay vào đó hãy tìm một cô gái khác để yêu thương và trân trọng em muốn nói rất nhiều chỉ sợ lúc anh về lại không đi được mắt sau cùng em chỉ muốn nói với anh một câu mà em luôn giấu trong lòng bao lâu nay đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh nếu có luân hồi chuyển kiếp chúng ta ở kiếp sau lại cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện tình yêu giang dở của kiếp này được không tay anh run tới mức tờ giấy trên tay cũng thả rơi xuống khang an vội vàng xoay người chạy ra ngoài một mình chạy băng băng trên hành lang vắng với tất cả sức lực anh ta vừa chạy vừa gọi tên cô môi dưới bị cắn đến bật máu. Hành lang tăm tối phía trước tựa như kéo dài ra, anh ta chạy hết hành lang này rồi sang hành lang khác, xuống cầu thang này rồi lại xuống cầu thang khác. Anh ta liên tục hô lớn tên cô, giọng khản đặc như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Một góc bệnh viện bỗng trở nên xôn xao, xua nhẹ đi cái tĩnh mịch đầy chết chóc của đêm tối. Hổ Trúc Lam, em đâu rồi? Hổ Trúc Lam, sao em dám bỏ anh đi chứ? Anh đã không quan tâm đến chuyện em sinh con được hay không cơ mà em đừng bỏ anh đi có được không? anh ta vô vọng và bất lực hét lớn lên. tiếng vọng vang giữa khuôn viên bệnh viện. đáp lại anh ta chỉ có tiếng gió bạt ngàn, tựa hồ tiếng than khóc của những vì sao. anh ta cũng không biết mình đã khóc rồi. đúng vậy. những giọt lệ nóng hổi đang chảy dài trên mặt anh ta. khang an đang khóc. một kẻ xưa nay chỉ có lạnh nhạt bao quanh cuối cùng cũng biết khóc. Hổ chúc làm. cậu xin em đừng bỏ rơi anh. cậu xin em đừng bỏ rơi anh. Anh ta lọn choạng bước thêm vài bước chân, tiếng khóc đầy sắc lạnh khiến người nghe không khỏi thấy thê lương. Anh ta đưa tay lau vội nước mắt, nhưng cớ sao càng lau thì nước mắt lại càng đông đầy. Anh ta muốn đứng dậy chạy đi tìm cô tiếp, nhưng bây giờ anh ta chỉ biết đứng ở đây mà khóc. Anh ta trở nên yếu đuối và thảm hại tới mức này rồi sao? Lúc biết tin đứa con đầu tiên của mình mất, anh ta không khóc. Lúc hay tin sau này cô không thể mang thai, anh ta chỉ suýt khóc theo cô. Còn lúc này, lúc mà cô bỏ anh ta mà đi, anh ta thực sự đã khóc. Sự tồn tại của cô vốn đã rất quan trọng như thế. Anh ta lại chợt nhớ tới hình ảnh của người cha quá cố của mình. Khi mẹ anh ta mất, có phải ông ấy cũng đã khóc thảm hại như thế này không? Ông ấy cũng gạt bỏ mọi sự lạnh lùng và thở ơ với thế giới để cúi đầu trước phong hồn đã mất của người đàn bà mình yêu thương nhất phải không? Tựa như lúc này vậy, tựa như khoảnh khắc này cô rõ ràng vẫn sống chỉ là không sống bên anh ta nữa cô mang con tim vụn vỡ rời đi mà quên mất ở nơi này cũng còn có một trái tim vụn thoi thóp đập từng ngày vì ai và vì lý do gì sao anh ta lại khóc anh ta khóc vì điều gì khiến cho một người như anh ta khóc cô có phải cũng quá tài giỏi rồi không gió vẫn bạt ngàn thổi sao vẫn thi nhau lấp lánh mỗi vì sao như một ánh mắt của các nàng tiên lặng lặng nhìn nhân loại chìm trong thế sự thường tình. Rõ ràng chỉ toàn đau khổ, vậy mà nhân loại vẫn không ít kẻ tình nguyện chìm vào biển khổ đau. Trách tình yêu làm nhân loại ngu ngốc hay trách nhân loại ngu ngốc trong tình yêu? Mỗi ngày sau đó, anh ta luôn cho người đi tìm cô, còn bản thân thì sống thở ơ lãnh đạm như một cái bóng. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì anh ta tuyệt đối không nói chuyện. Đôi mắt anh ta tràn ngập sự mệt mỏi và sắc lạnh. Anh ta hút thuốc nhiều hơn trước, anh ta quay trở lại là một kẻ ngang tàn như trước khi gặp cô thậm chí còn hơn lúc trước gấp bội khang an càng lúc càng tiểu tụy anh em trong tổ chức không ai dám hó hé chỉ biết câm lặng cảm nhận cái nỗi đau của đại ca hóa ra yêu là một loại độc dược thần kỳ chỉ cần dính một chút là tâm can tựa hóa thành hư vô không ít anh em trong tổ chức đã có vợ con nên họ rất thấu hiểu cảm giác này kẻ ta coi là sinh mệnh lại ôm theo sinh mệnh rời xa ta có chăng vừa giết chết tâm hồn mục rỗng, vừa trả sát lên vết sâu đầy những mối mặn. Tổ chức trở nên thâm trầm và vắng lặng, dẫu người vẫn đầy đủ như thế. Cứ tựa như tổ chức này không tồn tại vậy. Sau một tháng im hơi lặng tiếng, thì anh em đã tự sửa lại được hơn 20 căn nhà. Một thân công trí đứng ra lo mọi việc, còn Lê Xuân Kha và Mai Bích Tâm thì cũng như bốc hơi khỏi thế gian không thấy mặt. Khang An tựa mình lên chiếc ghế êm, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong tay anh ta là chiếc nhẫn vàng vẫn còn sáng lấp lánh như hôm nào anh ta còn định sẽ mang cho cô trong ngày cưới thế nhưng giấc mộng đẹp đẽ đó đã mất rồi tàn vỡ như bọt bong bóng chỉ để lại trong đời chút dư âm khó phai anh ta cứng nhắc đưa chiếc nhẫn lên trước mắt mình mân mê từng góc cạnh trên chiếc nhẫn anh ta đích thân nhờ thợ làm chiếc nhẫn này sâu trong thân nhẫn vẫn có hai chữ a và l tượng trưng cho an và lam hai chữ cái khăng khít với nhau bởi một sợi dây hàm ý vĩnh viễn không thể chia rời một tia nắng trói trang hắt lên trên chiếc nhẫn một góc lóe lên tia bạch kim sáng đến kỳ lạ anh ta khẽ nhau mắt lại hai chữ cái trên chiếc nhẫn càng hiện rõ ra a và l an và lam đột nhiên tiếng gõ cửa vội vã vang lên sau đó cánh cửa bật mở một người hớt hải chạy vào đại ca đại ca nick nick xuất hiện rồi anh ta cau nhẹ mày nhìn tên đàn em trước mặt, cậu ta thở hồng hộc nói gấp, người của Nick dẫn quân đến tận đảo để tấn công, bây giờ anh em đang đánh trả lại chúng. Anh ta lập tức bật dậy, nhét vội cái nhẫn vào túi áo rồi cầm theo súng lục chạy ra ngoài, tên đàn em dẫn lối đi trước, đến giữa khu rừng rậm thì bỗng nhiên ngừng chạy, anh ta cũng ngừng bước, nhận ra đằng sau có tiếng bước chân thì đã quá trễ, một ống súng đèn ngòm dí thẳng vào sọ anh ta, tên đàn em sợ sệt đứng sang một bên lắp bắp em xin lỗi đại ca. Khang An dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta bị lừa rồi. Ông súng sắc lạnh vẫn chĩa vào đầu của anh ta, anh ta đứng bất động như trời trồng, kẻ đang cầm khẩu súng kia khẽ nhích nhẹ môi lên giọng đầy châm biếm. Đại ca, à không, bây giờ phải gọi là kẻ thù. Anh ta ngừng như đã ngưng thở khi nghe thấy giọng nói đó, đây chẳng phải là... Vĩnh viễn Chắc anh không thể ngờ mình lại gần kẻ thù suốt bao nhiêu năm qua như thế. Anh luôn cho người săn lùng tin tức của Nick nhưng lại không thể biết rằng, thật ra Nick chính là người bản thân luôn coi là đồng đội. Thế nào? Lý Xuân Kha là Nick, Nick là Lý Xuân Kha, mọi chuyện có vẻ rất vô lý đúng không? Ống súng chết chóc vẫn dí thẳng vào sau anh ta, tựa như chỉ cần nhấn nhẹ một phát thôi là anh ta sẽ xong đời. Khang An đứng sững như trời trồng trong đôi mắt ngập tràn sự đau đớn lẫn thất bại, anh ta thì thào giọng không mang chút cảm xúc. Hóa ra tôi là kẻ thù, lại là anh em suốt hơn 10 năm. Lý Xuân Kha lúc này mang thân phận là Nick khẽ nhích nhẹ môi. Ra tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi bán mạng cho anh sau từng ấy năm cũng chỉ chờ đến lúc này. Nick nuốt nước bọt tiếp câu. Khi đứa em gái tội nghiệp của anh bị người ba của tôi giết chết, thì tôi cũng đã định xử nốt anh rồi. Lúc đó anh cũng suy sụp tinh thần giống như lúc này vậy. Chỉ là tôi vẫn muốn chơi đùa với anh thêm một chút, không ngờ một chút đó lại là 10 năm. Anh luôn thận trọng với tất cả mọi người như Tào Tháo vậy. Đến hôm nay, anh cũng lại lần nữa gục xuống, cũng là vì đàn bà. Thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Khang An không lên tiếng chỉ lặng lặng gật đầu, anh ta vẫn chưa thể tin nick lại chính là Xuân Kha. Cùng anh gây dựng tổ chức thật sự rất vui tôi một mặt ra sức phá hoại một mặt lại cố tình vun đắp vừa là người cho tiền vừa là kẻ ăn xin vai diễn này của tôi thật sự rất khó diễn anh ta từ từ hít sâu rồi lại từ từ phả ra không trung những làn hơi lạnh lẽo cậu không sợ chết sao tôi nhớ không lầm đã không ít lần cậu suýt bỏ mạng vì tôi rồi thì sao chứ nick nhún nhẹ cái vai nụ cười châm biếm không biết là anh có nhận ra hay không nhưng mỗi lần tôi bị thương thì anh cũng bị thương. Tôi mà suýt bỏ mạng thì anh cũng đừng hòng bình an. Tôi chết thì anh cũng chết. Quá tuyệt vời còn gì. Từng dây thần kinh căng như dây chảo. mỗi một giây trôi qua cứ tựa như kéo dài thêm thành cả một giờ vậy. Nick đang cười bấn loạn thì đột nhiên nhấn mạnh khẩu súng xuống sát đầu anh ta hơn. Vứt khẩu súng trên tay xuống. Khang An vứt súng xuống, từ từ xoay người lại đối diện với Nick. Bây giờ ống súng nhắm thẳng vào trán anh ta vô cùng nguy hiểm. Đối diện với người mình từng xem là đồng đội, là anh em, Khang An vẫn không khỏi có chút nghi ngờ. Nụ cười quỷ dị thế này là lần đầu tiên anh ta thấy trên khuôn mặt đối phương, tựa như có một người khác đang đứng đây vậy. Đừng nhớ về Lý Xuân Kha nữa, anh ta không tồn tại đâu. Bây giờ chỉ còn mỗi Nick thôi. Bắn thì bắn đi, đừng nhiều lời nữa. Wow! vào lúc này anh vẫn mạnh mồm như vậy đúng là đại ca của tôi nick cười như một kẻ điên anh ta cau mày nhìn ống súng cô loạn xạ trong không khí toàn bộ người có trên đảo đều bị người của tôi bắt giữ hết rồi sẽ chẳng có ai cứu anh đúng không chị tứ sau một hàng cây rậm rạm xuất hiện thân hình quen thuộc của người phụ nữ được gọi là chị tứ đó mai bích tâm đến bên cạnh nick dùng ánh mắt kỳ lạ chiếu thẳng vào khang an anh ta lúc này không cảm thấy ngạc nhiên gì nữa chỉ còn lại một nỗi xót xa và đau đớn vì bị phản bội. Sau cùng, chỉ có mỗi công chí mới là đồng đội của tôi. Bích Tâm, mau lấy súng ra, dí vào đầu anh ta đi. Không phải 8 năm qua cô chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì hôm nay sao? Cô ta nhẹ gật đầu, lạnh lẽo rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục có nòng giảm thanh. Cô ta thành thạo thay băng đạn và lên nòng, đôi bàn tay giơ khẩu súng cao lên và rồi chĩa súng vào đầu Nick. Thả đại ca ra, Nick trợn tròn mắt nhìn cô gái bên vai. Cô gọi ai là đại ca cơ? Đừng quên, tôi mới chính là đại. Tám năm trước, tôi đã trở thành đàn em của Khang An rồi. Nick cười hở hững, gật gật đầu như ngầm công nhận điều đó. Tôi bỏ xuống, thì cô cũng bỏ xuống sao? Ừ. Quả nhiên là Nick hạ súng xuống thật. Bích Tâm cũng từ từ hạ súng, đôi mắt hướng sang phía Khang An, chớp lấy thời cơ này Nick lại nâng súng lên nhắm thẳng vào người cô ta mà bắn. Tiếng súng nổ vang cả một cốc rừng. Bích tâm bị ném qua một bên, còn Khang An thì đã thay cô ta lãnh một phát đạn sượt qua cánh tay. Máu chảy ra dòng rã. thấm đẫm tấm sơ mi đen. Khang An vung chân lên đá thẳng vào mặt Nick. Cậu ta loạn trọng ngã về phía sau. Nhanh như cắt, anh ta lại đá tung khẩu súng trên tay cậu ta, đồng thời chụp lấy khẩu súng của Bích tâm. Nick thất thế bị chính anh ta dí súng vào đầu. Tất cả diễn ra rất nhanh và dứt khoát. Nick đưa tay quẹt đi máu chảy ở khóe miệng, thẳng thừng đối diện với sự lạnh lẽo bằng một nụ cười sảng khoái. Tôi thôi nhanh vậy sao? Khang An mặc kệ máu đang chảy, vẫn tiếp tục trầm ngâm nhìn kẻ dưới đất. Một mùi tanh bốc lên nồng nặc, là mùi máu. Tôi bị đá một cái, anh cũng bị bắn một cái. Thế giới này thật là công bằng. Xuân. À không. Nick. Tôi nghi ngờ việc thần kinh của cậu có vấn đề đấy. Vấn đề? Không không, tôi rất khỏe mạnh, tôi vô cùng khỏe mạnh, tôi rất là khỏe mạnh. Khang An cau nhẹ mày, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta thật sự mắc bệnh rồi. Có thể là rối loạn nhân cách, ám ảnh cưỡng chế, hoặc là một cái gì đó về tâm lý. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có rất nhiều tiếng chân người vang lên. Một màu áo xanh ẩn khuất trong rừng cây, tiếng loa vọng lên rõ ràng. Chúng tôi là cảnh sát, tất cả đã bị bao vây. Nick nghiêng người, đưa tay chỉ về phía bích tâm cách đó không xa. Cô báo cảnh sát sao? Bích Tâm không trả lời ngầm thừa nhận. Nick vùng tay đánh mạnh xuống đất chửi thề. Đổ phạt bội. Cảnh sát rất nhanh đã áp sát đến tận nơi, tự tay đeo còng vào cổ tay Nick. Khang An hạ súng xuống, xuống, quay lưng không nhìn cảnh anh ta bị cảnh sát bắt đi. Bích Tâm vội tới bên cạnh anh ta, ánh mắt lo lắng nhìn cánh tay. Nick ngoan ngoãn để cảnh sát giải đi, nhưng khi thấy Bích Tâm thì lập tức đổi thái độ. Anh ta vùng vẫy khỏi tay cảnh sát, lợi dụng sơ hở cướp lấy khẩu súng của một người rồi lên nòng nổ súng. Tiếng súng lần này không giòn giã, chỉ là nó thật sự cướp đi một người. Bích Tâm cúi xuống bụng mình, cô ta bất lực ngã xuống, ngã vào trong vòng tay của kẻ đối diện. Nick bật cười như một tên khốn, miệng liên tục chửi rủa. Đổ phản bội. Khang An ôm lấy cơ thể cô ta, đôi mắt hãi hùng nhìn cô gái đang hấp hối trong lòng mình. Bích Tâm mỉm cười chua chát, run rẩy đưa tay đầy máu chạm nhẹ lên mặt anh ta sau cùng thì tới lúc chết em cũng được anh ôm vào lòng, cầm miệng tôi ra lệnh cho cô phải sống tiếp. anh ta cáo gắt lên đôi mắt ngập tràn giận dữ đối diện với ánh mắt đó bích tâm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu xin lỗi anh lần này em phải kháng lệnh rồi bằng những sức lực cuối cùng cô ta cố gắng chạm vào da thịt trên mặt anh ta anh ta để yên cho cô ta sờ nắn khuôn mặt của mình mồ hôi chảy ra đẫm cả lưng áo bích tâm dấu cười nhưng cứ như khóc thì thào. Nhà ở trên đảo là do em đốt. Anh ta mở to đôi mắt lắng nghe những câu từ khó nuốt. Em chỉ muốn, chỉ muốn níu chân anh ở lại đảo, em muốn gần anh. Cô là người của Nick, tại sao ban nãy lại lựa chọn cứu tôi? Em nói rồi còn gì, tám năm trước em đã là người của anh rồi. Khang An không hỏi thêm câu nào nữa chuẩn bị bế thốc cô ta lên thì bị cô ta níu lại không cho bế, Bích Tâm lắc đầu, nụ cười thê lương làm xót xa những kẻ gần đó. "Đừng, em không cứu được nữa rồi." Máu thấm đẫm trên cơ thể cô ta, lan sang cả vạt áo của anh ta, nhận ra bản thân không thể trụ lâu thêm nữa, Bích Tâm rướn nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi hỏi chậm. "Kiếp này em không thể có anh, vậy thì kiếp sau, kiếp sau chúng ta có nên duyên được không?" khang an nhìn thẳng vào cô gái trong lòng giọng chắc nịch không tôi vốn không tin có kiếp sau tôi chỉ biết kiếp này tôi vĩnh viễn chỉ yêu và được yêu một người một giọt lệ nóng làm nhỏ đi hình ảnh của người trước mắt bích tâm gật nhẹ đầu sau cùng thì đôi bàn tay run rẩy kia cũng bất lực buông thõng xuống hết rồi một đời hồng nhan đến đây là hết tựa như một cánh hoa mỏng sớm nở tối tàn dấu đẹp rực rỡ nhưng tiếc là chỉ đẹp trong một khoảnh khắc sau đó trùng trùng vô tận chìm đắm trong bóng đêm mịt mù, không ánh sáng, không nụ cười, không còn lại gì khiến cánh hoa đó có thể nở một lần nữa, không còn lại gì nữa. Cha của Bích Tâm ép con gái tham gia tổ chức của Nick. Sau hai năm âm thầm hoạt động, Nick cho người bắt cô ta phải tham gia vào tổ chức của Khang An để làm gì? Để chứng minh thực lực của bản thân, chỉ cần cô ta giúp Nick giết được Khang An, địa vị của cô ta sẽ một bước lên mây cha của cô ta cũng sẽ có được rất nhiều tiền và quyền lực vậy là bắt đầu những chuỗi ngày kỳ lạ vừa tối tăm vừa ngập tràn màu sắc bích tâm thật không biết bản thân đang nghĩ gì để vào được tổ chức của khang an cô ta đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra gian khổ thế nhưng kẻ đứng đầu mặt mũi trông như thế nào cô ta cũng không biết trong một đêm mưa ngập tràn mùi máu cô ta trông thấy một thiếu niên mang gương mặt lạnh lẽo đang tự mình bắn chết vài kẻ ngán đường do quá chăm chú nên cô ta không biết có kẻ đang muốn đâm mình, thật may mắn là chính thiếu niên kia đã cứu được cô ta. Anh chàng thiếu niên đó dùng đôi mắt đầy băng giá nhìn cô ta một cái, giọng tựa như một mãnh thú đang gào rú trong đêm. "Đây là chiến trường, không phải là nơi cho cô ngắm cảnh." Sau cuộc chiến đẫm máu, bích tâm mang cơ thể đầy vết thương đi tìm chàng thiếu niên kia. Cô ta bắt gặp chàng thiếu niên bị thương cũng rất nặng, đang được cấp cứu tại chỗ, thế nhưng trên mặt chàng thiếu niên không có lấy một tia đau đớn hàn khí lạnh lùng vẫn luôn bao phủ lấy anh chàng khiến người khác sợ hãi không dám đến gần không ngờ cô ta bị chính anh chàng phát hiện chàng thiếu niên gọi cô ta đến gần hỏi khẽ sợ không bích tâm bị cuốn hút bởi đôi mắt thâm sâu đó lắc đầu không không sợ một góc đèn điện chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú cô ta nhìn thấy rõ hơn dung mạo của người trước mặt không biết đứng đó bao lâu thì bên ngoài có kẻ bước vào đại ca bắt được vài tên còn sống hiện đang nhốt ngoài kia một tiếng đại ca làm cho cô ta giật mình hóa ra đây chính là người cầm đầu sao sau đêm đó cô ta cũng biết được tên của chàng thiếu niên này là khang an trong ba năm tiếp theo số lần được gặp anh ta lại có chút tăng lên ít nhất là một tháng một lần mỗi lần gặp anh ta vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng và cách xa đến kỳ lạ thế nhưng bích tâm lại thích điều đó bích tâm muốn cố gắng cố gắng thêm một chút để có thể gần anh ta thêm một chút anh ta bấy giờ tựa như một vị vua vậy bất kỳ kẻ nào cũng mong muốn được chạm vào anh ta dù chỉ một lần thật không ngờ xuân kha lại lệnh cho cô ta phải trở thành một trong những cánh tay đắc lực của anh ta và thế là cũng trong khoảng thời gian ba năm đó cô ta từ một cô gái duy nhất của tổ chức trở thành cô gái có quyền lực bậc nhất tổ chức đúng vậy dĩ nhiên cô ta sẽ được gặp anh ta nhiều hơn chỉ là khoảng cách lại rất xa rõ ràng chỉ cần ngẩng đầu là thấy một trời sao nhưng để có thể vươn tay chạm vào chúng lại là chuyện không thể nào sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở chữ đồng đội không sao hết miễn có thể ở gần anh ta thật không ngờ người đàn ông cô ta vẫn luôn tôn thờ lại đi tôn thờ một người phụ nữ khác cái khoảnh khắc anh ta yêu chiều bế cô gái kia từ thuyền xuống cũng là khoảnh khắc cô ta gần như chết lặng từng cử chỉ thân mật giữa hai người họ bỗng hóa thành từng con dao, từ từ cắm sâu vào trái tim sắt đá. Suốt 8 năm quen biết, Khang An cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn cô ta cả. Cô ta ghen tị, cô ta chán ghét cái tên Hồ Trúc Lam kia. Vì thế, cô ta đã bỏ rơi Hồ Trúc Lam ở trong rừng. Nhìn xem, ngay cả việc tự thoát khỏi rừng cũng không được. Hồ Trúc Lam lấy tư cách gì để được anh ta yêu thương như vậy? Hay chỉ đơn giản là do anh ta yêu Hồ Trúc Lam? anh ta còn vì cô gái đó mà trừng phạt bích tâm này khẳng định cô ta vĩnh viễn không bằng vợ anh ta cô ta không phục một chút cũng không và thế là cô ta âm thầm tới sang lên một khu vực trên đảo đợi thời cơ thích hợp để xuống tay châm lửa nhìn anh ta hớt hải quay trở lại đảo cô ta thấy rất vui lại được ở gần anh ta rồi lại được nhìn anh ta lạnh lùng ra lệnh lạnh lùng làm việc bích tâm rất vui rất thích rồi có tin hồ trúc lam bị tấn công anh ta bỏ giờ công việc chạy vào đất liền. Hai ngày sau anh ta ra trở lại, trong đôi mắt ngập tràn sự thống khổ. Rõ ràng là anh ta vẫn lạnh lùng và bá đạo, thế nhưng cứ tựa như có một linh hồn khác đang sở hữu thân xác anh ta vậy. Bích Tâm không thích, không thích nữa. Không thích anh ta biến thành dạng người này. Anh ta không còn vẻ rực rỡ trói lóa của một phần dương nữa. Lúc này anh ta như một đống lửa sắp lụi tàn. Sự nhiệt huyết và dạo rực bỗng mất hết. Nhận ra thời cơ đã đến, Lê Xuân Kha âm thầm triệu tập đàn em lại để chuẩn bị cho một cuộc đảo chính lớn nhất trong cuộc đời Sau khi dễ dàng tóm gọn toàn bộ công trí và toàn bộ anh em trên đảo Xuân Kha, Nick buộc một tên đàn em khác rủ anh ta ra ngoài muốn tự tay bắn chết anh ta Vậy là tất cả sắp kết thúc Bích Tâm sắp có quyền lực và tiền tài như 8 năm trước bản thân từng muốn Nhưng cô ta không thể Thay vì muốn áp súng vào đầu anh ta Cô lại chuyển sang uy hiếp Nick Thế nào? cô ta thật vô lý và khó hiểu đúng không cô ta phản bội lại nick và bây giờ cái giá phải trả chính là mạng sống không không sao hết miễn người đàn ông mà cô ta ngày đêm hướng tới vẫn có thể sống tốt cô ta thật sự rất muốn ích kỷ rất muốn dùng toàn bộ hơi sức để ôm lấy người đàn ông này nhưng cô ta chợt nhận ra anh ta chính là một vì sao bản thân vĩnh viễn không thể với tới được dẫu được anh ta ôm vào trong lòng thì sao chứ trái tim của anh ta đã mãi mãi thuộc về một cô gái khác rồi bích tâm đã thua cuộc về tình yêu lẫn tình đồng đội tất cả bích tâm đều thua một kiếp hồng nhan cuối cùng cũng đến ngày khép lại tựa như một cánh hoa mỏng lặng lẽ dâng hiến bao nhiêu ngọt ngào cùng với rực rỡ cho đời đến khi tàn lụi cũng chỉ có một mình ôm lấy khổ đau sống một mình chết một thân đời này kiếp này cũng chỉ có chữ cô độc khang an đặt cái xác đang lạnh dần xuống nền đất lặng lẽ nhìn cô gái suốt 8 năm qua luôn ở bên cạnh mình. Cảm ơn em vì đã là một đồng đội tốt của tôi. Xin lỗi em vì đã khiến em đau khổ. Một lời cảm ơn và một lời xin lỗi này tôi chân thành gửi đến em. Bây giờ thì hãy nhắm mắt và ngủ thật sâu đi. Sau này ngay cả tôi cũng không thể ra lệnh được cho em nữa. Tôi ra lệnh cho em phải sống. Đây là mệnh lệnh mà lệnh của tôi thì không được cãi. Xin lỗi anh em không thể làm theo mệnh lệnh này nữa rồi. Vĩnh Viễn không thể nghe, không thể làm nữa. Vĩnh Viễn không thể. Nick bị bắt. Toàn bộ đàn em của cậu ta sau đó cũng lần lượt rơi vào vòng vây của cảnh sát. Khang An cùng với công chí tổ chức tang lễ cho Bích Tâm. Cuối cùng chôn cất cô ta ngay trên hòn đảo. Mọi thứ lại đi vào quy củ. Chỉ là sau một ngày, tổ chức trở nên có chút vắng lặng. Lão nhị thì hóa thành kẻ thù. Chị Tứ thì bị lão nhị bắn chết có lẽ đến giờ này vẫn còn người chưa tiếp nhận được hết mọi việc đang diễn ra đại ca anh thật sự đi sao khang an đưa đôi mắt hướng về biển lớn gật đầu tất cả đã qua rồi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là bảo vệ cuộc sống cho ngư dân vùng biển theo như những gì ba tôi dặn dò bây giờ thì tôi cũng nên bảo vệ cuộc sống của chính mình đúng chứ công chí quỷ xuống ngay lập tức những anh em khác phía sau cũng đồng loạt quỷ xuống anh ta bước lên thuyền quay lại nhìn mọi người một lượt rồi cất giọng hùng hổ nghe cho kỹ đây sau này người các chú cần nghe lời là công chí người các chú gọi là đại ca cũng là công chí cùng nhau xây dựng một tổ chức tốt đây là mệnh lệnh cuối cùng mà tôi muốn các chú phải nghe và làm theo rõ một tiếng đồng thanh và dứt khoát vang lên trong không khí đượm màu dạo rực của lòng người có cả một chút tiếc nuối nữa anh ta quyết định sẽ rời tổ chức qua nhiều cam go sóng gió sau cùng thì anh ta nhận ra một điều Con thuyền sẽ lối trên mặt biển Anh em trên đảo đều đứng bật dậy Vẫy tay chào anh ta Không biết lúc nào sẽ có ngày tái ngộ Anh ta ngồi trên bong tàu Khẽ nhích nhẹ môi mỉm cười Rồi yêu tư nhìn xuống biển xanh rộng lớn phía trước Anh ta dùng tuổi trẻ để rong ruổi Thứ gọi là bình yên Hạnh phúc của ngư dân Cho tới cuối cùng Khi đã để qua mắt tuổi trẻ Anh ta lại đi rong ruổi cái gọi là yên bình Hạnh phúc của chính bản thân anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ tổ chức hơn nữa anh ta cũng không thể ngờ rằng mình làm như vậy là vì một cô gái năm anh ta thay ba mình lên cầm quyền ở tổ chức anh ta chỉ nghĩ cuộc sống sẽ rất đơn giản lãnh đạo tổ chức thật tốt tới cuối đời sẽ chết đi trong thầm lặng anh ta sẽ được anh em gọi một tiếng đại ca trịnh trọng trước khi về làm cát bụi anh ta không nghĩ tới chuyện tìm cho mình một cô gái để yêu đương hạnh phúc vì thiết nghĩ anh ta không hợp với điều đó ít nhất là cô gái nào chịu nổi anh ta chứ nhưng cuộc sống mà có rất nhiều cuộc gặp gỡ xảy ra và không biết là do gió do mưa hay do định mệnh mà anh ta và cô gái đó lại gặp nhau lần nữa rồi hai người đến bên nhau trong hoàn cảnh hết sức kỳ lạ vừa có chút bắt buộc vừa có chút tự nhiên chính anh ta cũng không hiểu suốt cuộc thì cuộc gặp gỡ này kỳ lạ đến như thế nào tựa như một giấc mơ vậy đến một cách mơ hồ không tự chủ được phải cánh hải âu trao liệng trên bầu trời rốt cuộc thì đâu là nhà của chúng và đâu là nhà của anh ta đây căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố đó sao chẳng phải là nơi làm ta vứt bỏ được bao nhiêu muộn phiền bên ngoài như trên sách vở đã nói thế sao vào giờ phút này lúc anh ta chuẩn bị được về nhà thì anh ta lại không có cảm giác như thế anh ta đã và đang trở thành một kẻ mang nhiều ưu tư anh ta nghĩ nhiều hơn là một cuộc sống đơn độc anh ta muốn nhiều hơn là một cuộc sống thăng hoa. Giờ đây, vào khoảnh khắc này, tâm hồn anh ta có chút nhẹ nhàng như cánh chim, nhưng cũng có chút nặng nề tựa như sỏi đá. Anh ta mông lung suy nghĩ về sau này, về chuyện của tương lai. Khang An là một con thuyền, ngày ngày lướt trên mặt biển, đêm về mang một giấc mộng nồng mùi muốn chát. Khang An là một cánh diều, chiều chiều thướt tha trên mây, tối đến ôm trọn hơi thở của mặt trời trói trang nhưng giờ thuyền không có chủ diều bị đứt dây anh ta nên rẽ lối nào bay đến phương nào đây anh ta luôn rất khoát trong mọi chuyện chỉ là lần này không như thế nữa suốt cuộc thì những năm tháng còn lại của cuộc đời anh ta sẽ làm gì bên ai và cố gắng vì một điều gì nữa đây từng con sóng thi nhau đập vào mạn thuyền rồi lệnh nối đuôi nhau tan biến giữa dòng nước mênh mông rõ ràng bọt biển trắng xóa nằm ở đó nhưng đưa tay chạm vào thì tất cả chỉ tựa hư không. Đây là một điều vô lý vừa hợp tình mà tạo hóa cố ý tạo ra sao? Khang An hít một hơi sâu gió biển, đôi mắt sâu thẳm hở hướng khép lại. Anh ta không biết, cũng không muốn biết nữa. Vài tháng sau, tóm gọn được nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy tại khách sạn X vào 23 giờ đêm qua. Nhóm đối tượng 5 người gồm A 32 tuổi, B 35 tuổi, C 38 tuổi, D45 tuổi và Hồ Minh 56 tuổi. Hiện cơ quan công an đang tạm giam nhóm đối tượng và chờ ngày bị xét xử. Bị bắt rồi à? Hóa ra là nghiện ma túy. Anh ta nghe được tin tức trên trong tiệm tạp hóa nhỏ bên đường liền lầm bầm. Người phụ nữ trung niên là chủ cửa hàng khẽ huyết vai anh ta. Người quen à? Anh ta lắc đầu nhẹ, lấy ra mấy tệ trả tiền chai nước của mình vừa lấy. Hổ Minh, ba vợ anh ta đấy ông ta không những nghiện ma túy mà còn nhẫn tâm bán con gái mình biết bao nhiêu lần cơ như sực nhớ ra điều gì đó anh ta vội vàng lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh hỏi bà chủ kia bà từng gặp cô gái này bao giờ chưa ây à cô gái này đẹp thật tiếc là tôi chưa gặp bao giờ sao thế vợ cậu à khang an ử lạnh một tiếng cảm ơn một tiếng rồi quay lưng bỏ đi mân mê tấm ảnh trên tay anh ta đưa đôi mắt mệt mỏi phóng ra xa một vùng trời thu lại nơi đáy mắt em thấy không những người cần trả giá cuối cùng cũng trả giá rồi vậy những người cần hạnh phúc thì đến bao giờ mới có đây hả em anh ta một hơi uống gần hết chai nước suối sau đó vặn chặt nắp chai rồi một cước đá thẳng nó vào sọt xác vài người đi đường khẽ nuốt nước bọt cái ực anh ta không thèm để ý đến những ánh mắt đó chỉ tiếp tục tiến về phía trước rồi bắt đầu công việc của mọi ngày xin hỏi cô từng thấy người này chưa Xin lỗi anh nhưng tôi chưa thấy qua Cảm ơn cô Cậu cho tôi hỏi một chút Cậu thấy cô gái này chưa? Chưa, cảm ơn cậu Các cô ở đây có ai thấy cô gái này chưa? Chúng tôi chưa thấy bao giờ Cảm ơn nhiều Hôm nay trời nắng khá gắt Mồ hôi trên người anh ta chảy ra đẫm cả lưng áo Làn da đen sạm dưới nắng kia trông càng bóng bẩy Anh ta quẹt đi dòng nước sắp chảy ra từ Thái Dương Hỏi tiếp một bà cụ đang ngồi bên bờ hồ cho cháu hỏi là bà từng thấy người này chưa? Bà cụ run rẩy cầm lấy tấm ảnh đã hơi ngả màu ngắm nghĩa hồi lâu. Những tưởng là có chút manh mối nên anh ta mừng rỡ. Không ngờ bà cụ lắc đầu rồi mỉm cười hiền hậu. Còn bé dễ thương quá. Anh ta hụt hẫng đón lấy tấm ảnh, nhẹ cảm ơn bà cụ rồi xoay lưng bỏ đi. Bà cụ nhìn theo bóng lưng của anh ta, tình tế nhận ra một nỗi cô độc đang bao trùm lên chàng trai kia. Bà chuyển ánh mắt sang mặt hồ, lòng bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua bà cũng từng tìm kiếm một người một cách vô vọng như thế tốn bao nhiêu nước mắt và hơi sức suốt cuộc thì cho đến bây giờ bà vẫn cô độc một mình chỉ mong chàng trai kia có thể tìm thấy người mình đang muốn tìm đừng để một người nào đó phải dành cả đời để dâng hiến cho hai chữ mong mỏi kia có bao nhiêu khổ đau và bất hạnh chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu mà thôi sau vài giờ đồng hồ liên tục hỏi han anh ta mệt mỏi đi mua cho mình một cốc mì ăn vội. Suốt mấy tháng qua, anh ta luôn chỉ ăn mỗi mì tôm, đâm ra cơ thể sụt cân không kiểm soát. Nhìn anh ta bây giờ tàn tạ hơn rất nhiều. Khói nóng bốc lên nghi ngút, một mùi thơm lan tỏa trong không gian. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng cười nói trộn lẫn, tất cả vẫn dạo rực và đầy sức sống như thuở ban đầu. Trong một góc nhỏ nào đó, có một đốm lửa nhỏ vẫn le lói sáng, cố sáng thêm một chút để sưởi ấm trái tim thêm một chút, sưởi ấm trái tim thêm một chút để có động lực thêm một chút, từng chút, từng chút một như thế, lâu dần cũng hóa thành thứ gì đó to lớn và vĩ mô. Anh ta cúi thấp đầu, ăn vội những gấp mì to, buổi trưa ở con phố này khá đông người qua lại, anh ta có thể tận dụng thời điểm này để kiếm thêm một chút tin tức về cô gái đó. Vị chua của mì làm dạ dày anh ta sôi lên, khang an mặc kệ cảm giác đó cũng chẳng hay biết có một người đang nhìn mình chăm chăm đợi anh ta ăn xong người kia mới tiến lại gần rồi chìa ra một chai nước mắt lạnh thì thào của anh đây anh ta ngẩng đầu nhìn kẻ kia đôi mắt mở to lên vì có chút bất ngờ đại ca dạo này anh ốm quá công chí sao chú ở đây công chí ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta cười nhẹ em biết đại ca là người rất cứng đầu nhất định sẽ không vứt bỏ cô gái đó đâu. Vậy nên suốt thời gian qua, em luôn âm thầm tìm cô gái đó phụ anh. Khang An đưa đôi mắt ngắm nhìn người đồng đội lúc trước của mình một lát gật đầu. Cảm ơn chú. Anh khổ đến mức này sao? Anh ta đưa tay với lấy chai nước, tu ứng ực những giọt nước mát mẻ. Anh ta nhún nhẹ vai giọng đầy sự tự nhiên. Không khổ, đối với tôi chừng này chẳng là gì cả. Cho dù không tìm được, Đại ca vẫn nhất định đi tìm chị dâu sao Đúng vậy Cho đến lúc chết Công chí bị niềm tin của anh ta thuyết phục Bật cười khanh khách Anh không chết đâu Anh nhất định sẽ sống rất thọ Cậu ta lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh mới nghiêng đầu Đi khoảng 200 cây số Về vùng thảo nguyên phía bắc sẽ thấy Đi, em đưa đại ca đi Anh ta run rẩy nắm lấy tấm ảnh Rõ ràng đây chính là cô gái đó Không thể chờ thêm được nữa anh ta cùng người anh em của mình cấp tốc lên đường, ngồi trên xe, anh ta liên tục ngắm nghía tấm ảnh mà cậu ta đưa, một nỗi chua xót vô hạn ngập tràn trong trái tim. Dù là ảnh chụp lén, thế nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra sự buồn bã u ám bao lấy cô, sự u ám chết chóc đó khiến cô đã cô độc nay càng cô độc hơn. Suốt quãng đường, anh ta chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp cô nhanh nhất có thể. Trái tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng thì cũng đến nơi chiếc xe và công chí ở lại dưới chân đồi còn khang an thì tự mình băng qua con đường mòn để đến một nơi rất xa xung quanh anh ta toàn là hoa và cỏ những cánh hoa vàng đẹp đến trói mắt nối đuôi nhau chạy dài đến vô tận trước mắt anh ta hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ đoán chắc là nơi có cô gái mình bấy lâu nay tìm kiếm anh ta run run đi rất chậm đến trước căn nhà khang an hít sâu một hơi đầy những can đảm khẽ gõ cửa lên ba tiếng vài giây sau có người ra mở cửa Cuộc đời là những chuỗi dài của nhiều sự gặp gỡ Nhưng cho đến cuối cùng Người mà anh ta muốn gặp nhất chính là em Trúc Lam nhìn thấy anh ta Đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên và đột ngột Cô bám chắc lấy cánh cửa khẽ khàng gọi hai chữ Khang An Khang An cố nhìn một lần hình ảnh mình tìm kiếm bao lâu nay Thế nhưng tất cả đã bị nhòe đi bởi làn nước mắt Anh ta mỉm cười ngọt ngào Một nụ cười mà cả quãng đời sau này Anh ta tưởng chừng như đã không bao giờ xuất hiện nữa mặc cho sóng gió ngoài kia có vùi dập cây cỏ, mặc cho bão bùng ngoài kia có cuốn theo chim muông, tất cả, tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì bây giờ, trước mắt anh đây chính là tất cả. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi. Trúc Lam run, run run nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mi rất nhanh trở nên ướt đẫm, chẳng ai trong hai người kìm được cảm xúc cả. "An, anh anh tìm em?" "Đúng." Anh đi tìm em rất lâu rồi. Cô đã từng nghĩ tới chuyện hai người sẽ trùng phùng, cô nghĩ là lúc đó sẽ cự tuyệt anh ta, không chút thương tiếc đẩy anh ta ra xa, cô sẽ lạnh nhạt nói với anh ta một câu, anh đi đi. Nhưng bây giờ thì, khi hai người thật sự trùng phùng, cô không chỉ khóc mà còn muốn lao tới ôm anh ta nữa. Trái tim cô một lần nữa trỗi dậy đập mạnh mẽ, tình yêu vốn tưởng đã chết từ lâu trong cô này lại bừng cháy một cách dữ dội nó sưởi ấm trái tim đầy vết xước của cô tâm hồn đầy cỏ dại của cô nó xua tan hết mây mù trả lại cho cô một bầu trời đầy ánh sáng và mây bay một cơn gió nổi lên cuốn bay những cánh hoa vàng mỏng manh đi xa tít tắp một vài cánh hoa đậu trên mái tóc rối bời của người đàn ông kia quyến luyến không đỡ rời xa rồi lại vụt bay theo gió thoảng có cánh hoa lại khéo léo lướt qua khuôn mặt của anh ta mang theo một giọt lệ ướt đẫm làm hành trang cho cuộc hành trình dài của mình còn kẻ đang không ngừng rơi lệ kia Có vẻ như đã tìm được bến đỗ cuối cùng Trên đường đời dài đằng đẵng của chính bản thân rồi An Khang An Cuối cùng cô cũng đủ dũng cảm Thốt lên cái tên đó một lần nữa Trúc Lam lao tới ôm chặt lấy Khang An Anh ta cũng ôm cô thật chặt Tiếng khóc tỉ tê nhưng đầy hạnh phúc của họ Như một bản tình ca có chút thê lương Lẫn du dương Hòa vào trong không gian bao la Lúc này đây cả vũ trụ này dường như thu hẹp lại trên cánh đồng hoa rộng lớn bạt ngàn cả ngàn vì sao ngoài kia dường như động lại trong đôi mắt của cô cả vạn vì tinh tú ngoài kia dường như hóa thành gió ân cần xoa nhẹ lên mái tóc cô mọi thứ tất cả mọi thứ trong thiên hà xa xôi ngoài kia dần dần bé lại bé lại chỉ bằng mỗi mình cô thôi cả thế giới này chính là cô khang an em nhớ anh lắm rất nhớ anh anh cũng nhớ em rất rất nhớ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ốm o của hai người, đó không biết là giọt nước mắt vui hay buồn, chỉ biết họ khóc thật lâu, thật lâu. Sau này đừng bỏ anh đi nữa được không? Nhưng con của chúng ta, không sao hết, còn ở trên trời có lẽ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta trùng trùng điệp điệp. Nếu con đã không có duyên với mình, mình lại cố gắng tìm duyên với một đứa con khác, nha em. Cô gật gật đầu, tùy mắt đẫm lệ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào sau tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ lại quay về bên nhau chúng ta sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc chúng ta sẽ lại có thật nhiều đứa trẻ chúng ta sẽ lại nhìn thấy nhau mỗi khi mở mắt vào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon vào mỗi đêm trăng thanh chúng ta sẽ lại cùng ăn những món ăn đạm bạc mà em không tốn quá nhiều công sức để nấu chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa xuân với cánh én trao đảo trên trời xanh rộng lớn chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa hạ với cái nắng oi bức đến mức ngủ cũng chẳng thể ngủ được chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa thu với cơn gió heo may làm cho lá vàng rơi rất là chả chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa đông với hạt tuyết lạnh giá phủ đầy cửa ra vào không cho chúng ta ra ngoài chơi cầu tuyết cả bốn mùa đi qua thay phiên nhau như thế chỉ có anh và em chúng ta nắm tay nhau nhìn ngắm mọi sự biến đổi của đất trời chúng ta sẽ bình thản sống tốt quãng đời còn lại sau này mùa xuân ấm áp của em chính là anh sau này mùa hạ náo nhiệt của em chính là anh sau này mùa thu tĩnh mịch của em chính là anh sau này mùa đông giá rét của em chính là anh cả cuộc sống của em vui buồn tuổi hổ vinh hoa phú quý tất cả đều chính là anh có anh là có cuộc sống có anh là có cả cuộc đời cho đến lúc tuổi già sức yếu em vẫn sẽ mỉm cười một cách móng mém mà hỏi rằng ông ơi hồi xưa ông với tôi yêu nhau thế nào nhỉ và anh sẽ trả lời với giọng điệu hết sức chậm chạp và xa xăm tôi với bà ấy à lúc đấy yêu nhau có chút khổ sở tôi là một thằng lúc nào trên người cũng có vết thương còn bà là một cô thiếu nữ đang tuổi mơ mộng rồi bà và tôi được nối dây tơ hồng tôi yêu bà nhiều hơn nhiều hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Cứ thế mà ảm đạm trôi qua 50 năm rồi. Bà nói xem, tôi có trung thủy không? Em bật cười, đôi mắt giả nuôi nhân nheo lại, gật đầu một cái thật mạnh. Có, có. Anh thật sự rất trung thủy, rất trung thủy. Chỉ tiếc một kiếp này ngắn quá. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gả cho anh. Vẫn muốn cùng anh trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi vẫn muốn cùng anh tiến vào lễ đường mà thể thốt lời thể trăm năm với chúa chúng ta sẽ lại chung một nhà cùng nhau sống một kiếp vui vẻ hạnh phúc chúng ta sẽ lại như thế khang an gục đầu vào hõm cổ của cô hít một hơi thật sâu mùi hương của người con gái khiến mình đã mê mẩn cả một đời không dứt bây giờ anh không có nhẫn kim cương cũng chẳng có hoa hồng đỏ thắm nếu cầu hôn thì liệu em có đồng ý cả cho anh không Cổ Trúc Lam thật dịu dàng nhìn sâu vào mắt người đàn ông của đời mình. Cổ thà thiết đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm. Em đồng ý, em đồng ý. Công chí, Trúc Lam đau bụng sắp sinh rồi, chú mau gọi bệnh viện giúp tôi nhanh. Khang An hét lên qua điện thoại, điệu bộ hớt hải vô cùng. Công chí vỗ chán một cái ngắn ngầm thở dài. Lần đầu làm cha ai cũng trở nên ngốc nghếch thế này hả trời? Thay vì gọi cho cậu ta, sao Khang An không tự mình gọi thẳng cho bệnh viện đi? Sau khi báo bệnh viện địa chỉ, cậu ta cũng vội vàng bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Cái cổ trúc làm đấy cũng lựa dở sinh khéo ghê, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Đến khi cậu ta chạy đến nhà anh thì cũng là lúc xe bệnh viện vừa chở người đi, cậu ta bực mình đấm lên vô lăng một cái rồi lại bật khóa lên chạy theo chiếc xe phía trước. Alo, chú biết lúc sinh thì cần những gì không? Hỡi ôi đại ca, em có sinh con đâu mà em biết. Công chí chỉ hận không thể khóc lớn một trận, sự bi thương này ai gánh rủng cậu ta đây? Trúc Lam nhanh chóng được chuyển vào phòng sinh. Ở ngoài hành lang, có hai tên đàn ông đang đứng chờ. Một tên thì đi đi lại lại vô cùng lo lắng. Còn một tên vắt chân này lên chân kia ngắp ngắn ngắp dài. Đại ca, không phải anh bảo chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm rồi sao? Khang An vỗ đùi một cái, tiến lại ngồi xuống gần cậu ta. Rõ ràng mới 9 tháng 5 ngày. Và lại tôi là lần đầu làm cha mà nhìn bộ dạng hớt hải của anh ta, cậu ta không khỏi cười thầm trong lòng. Tên nhóc đó chưa chào đời đã khiến một kẻ như anh ta biến thành thế này, thật không dám nghĩ về sau. Nghĩ tới cái cảnh một kẻ từng là đại ca giang hồ đi thay tã cho con, thôi đừng nói nữa, ông đây cười chết mất. Sau đứa này anh có cho chị dâu đi thụ tinh nhân tạo nữa không? Cái này thì chú không hiểu được đâu, mang thai thực sự rất khổ, làm chồng thì phải nên hỏi và chiều theo ý vợ. Công chí suýt chút nữa cắn lưỡi Mặt đen lại dần dần Ý của anh ta là cậu ta độc thân Nên không hiểu mấy chuyện này sao Tiếng rên la của cô trượt vọng ra ngoài Khiến Khan An ngay lập tức bật người dậy Anh ta lúc này chỉ muốn xông vào trong đó thôi Anh ta muốn nắm lấy tay cô Để truyền cho cô năng lượng Suốt thời gian ngồi chờ Công chí luôn không hiểu rốt cuộc ai mới là người sinh con Nhìn xem Khuôn mặt cau có của người đàn ông kia Cả mồ hôi chảy đẫm cả áo nữa Ái chà, trông cũng khổ gớm. Công chí đưa tay bóp nhẹ mi tâm, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng mờ nhạt ở đầu hành lang xa. Thân ảnh đó càng ngày càng đến gần hơn là một cô y tá. Cô y tá kia lướt nhanh qua chỗ này, thấy công chí nhìn mình chăm chăm nên khẽ mỉm cười, cúi đầu chào nhẹ. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo cô y tá, cho đến khi bị tiếng em bé khóc làm cho giật mình thì mới thôi mơ mộng. Chúc mừng anh, mẹ và bé đều an toàn, bé nặng 2,8 kg, Chốc lát anh có thể gặp bé rồi Khang An mừng rỡ cả lên Do quá vui vẻ nên ôm lấy bác sĩ Rồi nhảy nhót trông rất buồn cười Một lát sau thì có thể vào gặp Trúc Lam Anh ta lập tức phi vào trong với vợ Cảm thấy nên cho hai người một chút không gian Công chí âm thầm bỏ xuống căng tin Tìm thứ gì đó lót bụng Cậu ta cầm hộp mì nóng trên tay Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất Rồi hút vội Đang nhồm nhòm nhai Đột nhiên có giọng nữ thó thế vang lên Đừng ăn vội như thế, bỏng đấy ngậm một miếng mì anh ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ai đó có chút quen thuộc không phải là cô y tá ban nãy sao cô y tá kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện trên tay cầm một ly cà phê xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi ngồi ở đây không sao chứ cậu ta gật gật đầu khó khăn nuốt hết thứ trong miệng tôi chỉ ngồi đây một lát thôi anh đừng có nhìn tôi như thế nhận ra mình có chút thô lỗ cậu ta vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác đợi công chí ăn xong Cô y tá mới từ từ mở miệng. Tôi là Yến Ly, là y tá khoa sản phụ này. Ban nãy tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu, có vẻ như trên mặt tôi dính gì rồi thì phải. Cậu ta lắc đầu liên tục như sợ cô không thấy. Không có, đâu có đâu. Rồi cậu ta lại âm thầm cắn lên lưỡi mình một cái, sao cậu ta phải giải thích chứ? Thương lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng anh là người nhà của cô gái đang sinh trong kia sao? Tôi là bố đỡ đầu của đứa trẻ đó. Bố đỡ đầu, đúng đúng tôi muốn thử cảm giác làm cha yến ly nhích môi mỉm cười nụ cười có chút ma mãnh làm cha khó lắm đâu phải chuyện đùa Cầm chí cười gượng gạo lắp bắp thì chỉ là con nuôi thôi không phải con ruột là được rồi ồ anh đẹp trai như vậy không truyền lại cho thế gian một ít thì đúng là ích kỷ đấy cậu ta có chút ngạc nhiên về sự táo bạo và độ dễ gần của cô gái này cô ấy rất thoải mái và cô ấy cười rất đẹp đến ca của tôi rồi tôi đi đây yến ly vội bỏ chạy công chí bật dậy theo sau số điện thoại yến ly vẫn không dừng bước đọc nhanh số mình rồi đi mất cậu ta chỉ kịp nghe mấy số đầu còn hai số cuối thì không nghe được ngồi thẫn thờ một lúc lâu cậu ta đưa tay vỗ mặt mình một cái ơ ờ, xin số điện thoại làm gì thế này vài tuần sau đó khi cầm tờ giấy có dòng số chưa rõ ràng trên tay cậu ta vẫn không hiểu tại sao mình lại xin số điện thoại của một người xa lạ như thế chỉ là vẫn chưa có hai số cuối Cậu ta liên lạc kiểu gì đây Cồng chí lấy một tờ giấy Lần lượt viết số từ 01 đến 99 Nguyên đêm đó cậu ta ngồi mò số Thì thay từng cặp số vào Rồi gọi hỏi xem đầu dây kia có phải Yến Ly không Đến con số 55 Lúc cậu ta sắp bỏ cuộc vì đứt giọng Thì quả nhiên tìm được Lúc đó cậu ta chỉ muốn hét lên một câu rằng Quả nhiên ông trời không phụ lòng người Yến Ly rất thông minh chỉ qua chất giọng khàn khàn kia cũng biết được người đàn ông này đã khổ thế nào. Để xin lỗi hoặc là để làm gì đó, Yến Ly mời cậu ta một bữa cơm vào cuối tuần. Cuối tuần đó, cậu ta ăn mặc thật lịch thiệp, còn hỏi Trúc Lam làm thế nào để ghi điểm trong mắt phụ nữ. Trúc Lam chiều cậu ta một hồi, nói rằng cậu ta hình như biết yêu rồi. Công chí chối không chịu nhận, sau đó mua một bó hoa tươi để làm quà. Yến Ly ăn mặc cũng rất xinh xắn, vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi cùng cậu ta vào nhà hàng suốt bữa ăn yến ly trò chuyện rất cởi mở tựa như đã quen nhau rất lâu vậy công chí tính tình cũng thích ồn ào được dịp nói chuyện một cách thoải mái ăn xong cô còn rủ cậu ta đi hát karaoke nữa sống được bao lâu chứ chơi được giờ nào thì chơi giờ đó cô đã trả lời như thế khi công chí không muốn đi hôm đó cả hai chơi rất vui yến ly hát cũng rất hay nữa chỉ là cậu ta hát cứ như vịt kêu vậy cậu ta thề sẽ không bao giờ hát nữa không bao giờ sau hôm ấy cả hai vô tình trở thành bạn rất thân thiết còn rất hợp nhau nữa chính cậu ta cũng không nhận ra có một thứ gọi là tình yêu bắt đầu chớm nở trong tim mình rồi hôm nay do có việc nên công chí phải trông con giúp khang an và trúc lam thật không ngờ tên nhóc này lại là một bãi cậu ta loay hoay với bãi trước mặt chỉ muốn khóc vì mùi thối và có chút bẩn sau cùng cậu ta phải gọi cho yến ly cầu cứu nhìn cô thuần thục xử lý mọi chuyện cậu ta có chút ngưỡng mộ cô giỏi quá sau này con cô chắc sẽ rất tự hào khi có một người mẹ như vậy. Vậy anh có muốn tự hào khi có một người vợ như tôi không? Cầm chí đỏ ửng cả mặt, lắp bắp không trả lời được. Yến Ly bật cười khúc khích xua tay. Anh là đàn ông mà dễ bị trêu thế. Cậu ta đưa tay gái đầu, muốn độn thổ vì quá xấu hổ. Sau đó thì đột nhiên số của cô không gọi được nữa. Đến bệnh viện cũng không tìm được người luôn. Cầm chí lo lắng đến cực độ, còn tính đến chuyện sai đàn em đi tìm người mất tích rồi trong một buổi chiều nọ có người tìm đến nhà. Lúc cậu ta buồn bã ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy Yến Ly. Cậu ta vui tới nỗi ôm chầm lấy cô la hết. Em đi đâu suốt thời gian qua thế hả? Yến Ly vỗ vỗ vào lưng anh ta âu yếm như trẻ con. Thôi nào thôi nào, em đi tỉnh khác thực tập. Đúng lúc điện thoại rơi xuống nước không liên lạc được. Này, anh khóc đấy à? Công chí dụi rụi mặt vào hõm cổ của cô thì thào. Em có biết là tôi lo cho em lắm không? yến ly mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay bẹo má cậu một cái vì còn việc gấp nên cô rất nhanh phải tạm biệt cậu ta nhìn bộ dạng không nỡ đó cô quả thật cũng có chút không nỡ cô đi một quãng xa rồi mà quay lại vẫn thấy cậu ta đứng đó trần trừ thêm một lúc cuối cùng yến ly chạy ngược lại về phía công chí nhét vội vào tay cậu ta một tờ giấy mỏng cô mỉm cười rạng sỡ nháy mắt một cái số của em đây khi nào cần vợ thì gọi cho em em sẵn sàng để gả rồi cách đó không xa, Trúc Lam và Khang An đang bế con trên tay, khẽ nhìn nhau cười nhỏ. "Anh, có phải chúng ta sắp tốn tiền để hồng bao rồi không?" "Vâng, các bạn vừa nghe xong câu chuyện cô vợ mua được của tác giả Thực trên kênh truyện 23S, một câu chuyện ngắn nhưng lột tả ra một thứ tình yêu rất chân thành. Rõ ràng chỉ toàn là đau khổ, vậy mà nhân loại vẫn không ít kẻ tình nguyện chìm vào biển khổ đau, trách tình yêu làm nhân loại ngu ngốc." hay trách nhân loại ngu ngốc trong tình yêu đấy là câu mà hạ vi thích nhất trong câu chuyện còn các bạn thì sao hãy để lại ở phần bình luận câu nói mà các bạn thích nhất trong tập truyện vừa rồi nhé hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau